Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 229. Ba lá bùa đều phóng ra khí thức khủng bố mà anh không thể nào hiểu được, chỉ cần nhìn thoáng qua bảo kiếm cũng khiến toàn thân lạnh buốt, giống như linh hồn cũng bị đông cứng. Anh hít một hơi thật sâu rồi vung tay lên, sau đó cất những món đồ kia, rồi xoay người đi ra ngoài. Ngoài cửa, Chu Như Thanh đã đợi 10 ngày. Khi thấy Ngô Bình đi ra, nàng ấy nhẹ nhàng thở dài hỏi, Lý đại ca có thu hoạch gì không? Ngô Bình gật gù nói, có lẽ ta có cách chữa trị cho người tộc các ngươi. Chu Như Thanh mừng rỡ nói, thật sao? Ngô Bình bảo Chu Như Thanh thả đạo anh ra để anh quan sát một lát, ngay sau đó anh cũng hiểu lý do từ đâu. Tổ tiên Chu gia không thuộc về kỷ nguyên này, thần hồn của ông ta đã để lại dấu ấn trong kỷ nguyên trước đó. Kỷ nguyên này là trật tự của thiên đạo, nên có yếu tố loại bỏ của nó càng hiện rõ ràng hơn khi họ có được đạo anh. Vì thế dẫn đến nguyên nhân, tu sĩ Chu gia không cách nào tiếp tục tu luyện nữa, khi đã đột phá thì đạo anh sẽ bị hỏng mất hình. Sau khi anh nhìn rõ điểm yếu của đạo anh, cũng bắt đầu lục lọi điển tích trong đầu cũng tìm được một cách xóa đi dấu ấn. Dấu ấn trên cơ thể Chu Như Thanh rất nhạt, anh xóa nó rất dễ dàng nhưng cần một chút thủ đoạn. Ngô Bình sử dụng cấm kỳ lực, trưởng ra, đạo anh của Chu Như Thanh lập tức xuất hiện biểu cảm đau đớn, một luồng ánh sáng vàng bay từ mi tâm lên. Ánh sáng vàng lập tức hóa thành một vùng ánh sáng, quấn quanh lấy đầu ngón tay của Ngô Bình. Ngô Bình bấm tay bản bay luồng ánh sáng vàng kia đi, ánh sáng vàng lập tức bị trật tự thiên đạo quấn lấy rồi bị quét lấy sạch sẽ. Còn Chu Như Thanh đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, đạo anh cũng không còn đau đớn nữa. Thậm chí, nàng ấy có cảm giác mình sắp đột phá, thăng chức lên đạo lục cảnh. Thành công rồi, đa tạ Lý đại ca, Chu Như Thanh cúi thật thấp đầu với Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, Chu cô nương còn biết nơi nào khác không? Chu Như Thanh lắc đầu, ta không có nhiều thông tin cho mấy việc này. Ngô Bình cười nói, thế về thôi. Ngoài Chiêu Thiên Phong, Ngô Bình sóng vai với Chu Như Thanh đi ra. Họ vừa xuất hiện, đã có vô số ánh thần niệm tập trung vào họ. Ngô Bình lạnh lùng kéo Chu Như Thanh rời đi. Đột nhiên có ba bóng người bay đến, chắn đường đi của hai người. Người dẫn đầu là một tên trung niên cao lớn, gương mặt to bành như con hổ, con mắt hẹp dài cười ha hả nói, Như Thanh tiểu thư thu hoạch được gì thế? Chu Như Thanh rất bình tĩnh hỏi lại, thu hoạch được gì chứ? Chu gia của ta đã cử người vào đây rất nhiều lần, mỗi lần đều tay không mà ra đó. Ta còn sống ra khỏi đó là tốt lắm rồi, tại sao Cảnh Nhị lại ở đây? Người đàn ông hùng hổ tên Cảnh Nhị kia cười nói, ta lo lắng sự an toàn của Như Thanh tiểu thư nên vội vàng chạy đến đây kiểm tra xem, Như Thanh tiểu thư không sao là tốt rồi. Tại sao Cảnh Nhị lại ở đây? Dứt lời, hẳn ta lại hướng mắt nhìn Ngô Bình cười hỏi, các hạ là tiểu đồ đệ của Nguyên Thủy Đạo Tôn, Lý Công Tử sao? Ngô Bình cũng bình tĩnh đáp, đúng thế. Cảnh Nhị cười ha hả nói, lão Nguyên Thủy Đạo Tôn kia đúng là tính toán chỉ ly. Ông ta để ngươi với Như Thanh tiểu thư cùng nhau vào Chiêu Thiên Phong là muốn dùng kinh nghiệm điều tra kỷ nguyên địa của Chu gia. Không biết, Lý Công Tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình nghe hẳn ta nói nhảm nhiều thế, cũng lơ đãng đáp, ta có thu hoạch được gì hay không, thì liên quan đếch gì đến ngươi? Gương mặt của Cảnh Nhị tối lại, lạnh lùng nói, mặc dù Lý Công Tử là đồ đệ của ông già Nguyên Thủy kia, nhưng thân phận đó chẳng tác dụng gì với Cảnh gia ta cả. Tiên đạo truyền thừa của Cảnh gia còn nhiều hơn chính tông ông già Nguyên Thủy đó đấy. Ngô Bình, biến hộ cái, ta đây không có thời gian nói xàm. Cảnh Nhị tức giận định nói gì đó, Ngô Bình đã kéo Chu Như Thanh nghênh ngang rời đi. Cảnh Nhị muốn đuổi theo nhưng một người sau lưng hẳn đã lên tiếng, khuyên ngăn, thưa nhị gia, chúng trốn không thoát đâu, chắc chắn là sẽ về Chu gia. Chúng ta cứ đến Chu gia, là gặp được chúng rồi. Cảnh Nhị gật gù nói, đi, lần này Chu gia lại tay không về nhà. Cũng đến lúc chúng ta lấy lại pháp bảo kỳ nguyên rồi. Không có món bảo bối đó, Chu gia cũng chẳng là cái gì cả. Ngô Bình với Chu Như Thanh bay được một đoạn cách xa đám người kia, nàng ấy mới hỏi, Lý đại ca có thể xóa bỏ khuyết điểm của Chu gia của ta không? Chu gia ta sẽ báo đáp hậu hĩnh. Đương nhiên có thể, đi thôi, về Chu gia của các ngươi trước đã. Ngô Bình cười nói. Chu Như Thanh mừng rỡ, lập tức cảm ơn liên tục. Hai người phi độn gần nửa ngày đã đến một dãy núi khổng lồ trên không trung, phía dưới có rất nhiều tòa nhà to lớn, chúng đều thuộc sở hữu của Chu gia. Chu Như Thanh dẫn Ngô Bình đáp xuống trước một cung điện, rồi chạy vào trong gõ chiếc chuông lớn. Nàng gõ 9 lần, tiếng chuông du dương truyền ra một vạn dặm. Ngay lập tức từ khắp các nơi cô vô số ánh sáng bay đến, tụ họp ở đại điện.
Trong đó có một ông già tóc trắng lớn tuổi bay đến trước, ông ta dùng chất giọng run rẩy hỏi Chu Như Thanh, Như Thanh đã tìm được cách chữa trị rồi à? Quy định trong tộc, chỉ có người tìm được cách chữa trị khuyết điểm của người trong tộc mới gõ chuông, còn nữa là phải gõ 9 lần. Chu Như Thanh gật đầu cái dục nói, con tìm được rồi thưa đại gia gia. Vị này là Lý Công Tử, đồ đệ của Nguyên Thủy Đạo Tôn. Hắn có cách chữa trị. Lúc này đã có hơn 100 người đến, ông già dẫn người cúi đầu thật thấp với Ngô Bình. Ngô Bình vội nói, các vị không cần phải thế. Ông già này là tộc trưởng của Chu Thị, tên Chu Toàn Phu. Ông ta chắp tay nói với Ngô Bình, đại ân đại đức của Lý Công Tử, Chu gia chúng ta sẽ không quên. Xin hỏi, khi nào ngài có thể giải trừ được khuyết điểm cho chúng ta? Ngô Bình, bây giờ luôn, các vị đứng gần lại chút rồi thả đạo anh ra. Người ở đâu đều ngưng tụ đạo anh rồi, thậm chí có một ít đạo anh đã rất yếu ớt. Chỉ cần 3 đến 10 năm nữa, những người này sẽ chết. Nguyên nhân này dẫn đến tuổi thọ con cháu Chu gia không thể kéo dài được. Mọi người nghe anh nói, lập tức đứng tụ lại, khoảng chừng hơn 100 người. Ngô Bình sử dụng cấm kỵ lực rồi trưởng bàn tay cấm kỵ khổng lồ ra xuất hiện trên không trung giữa đại điện, sau đó anh đẩy mạnh trưởng đến. Ngay lập tức, những dấu ấn trong đạo anh của họ đều bay mất. Chúng ngưng tụ thành một quả cầu màu vàng trong lòng bàn tay cấm kỵ khổng lồ. Tuy dấu ấn này đến từ một kỷ nguyên khác, cũng bị thiên đạo trật tự của kỷ nguyên này loại trừ. Nhưng Ngô Bình đứng ở góc độ luyện đan, có thể thấy được những dấu ấn này là vật có thể sử dụng. Vì thế anh dùng cái chai bỏ toàn bộ ánh sáng vàng này vào, cất kỹ. Những người được giải dấu ấn lập tức đã thoải mái hơn, họ đều mang lòng biết ơn cảm tạ Ngô Bình. Sau đó, có vài người Chu thị khác cũng chạy đến, Ngô Bình cũng giúp. Họ chữa trị, trong vòng một canh giờ tiếp đến, anh đã giải trừ dấu ẩn cho 10.000 người Chu thị. Khi Ngô Bình đang xóa dấu ấn cho bọn nhóc Chu gia, thì đột nhiên có một đám người nhào đến. Đám người kia chia làm 3 nhóm, được một người dẫn đầu. Chu Toàn Phu nhìn thấy những người này, biểu cảm trên gương mặt cũng nghiêm lại hỏi, các ngươi đến đây làm gì? 3 nhóm đến đây là thế hệ sau của 3 nghĩa tử do lão tố Chu gia nhận nuôi. Thứ tư 3 nhóm này là, Cảnh gia, Hàn gia, Mạc gia. Gia chủ của 3 nhà đến đây, bởi vì họ phát hiện đột nhiên rất nhiều thành viên Chu thị tập trung một chỗ. Cao tầng của 3 nhà đó sợ hãi, nên họ nghĩ phải lập tức hành động nếu không Chu gia sẽ nhanh chóng sinh ra cả đống cường giả. Đến lúc đó họ lại bị Chu thị chèn ép lần nữa. Vì thế 3 nhà đã thương lượng với nhau, tôi nhanh chóng cùng chạy đến đại điện. Trong đó có một người nam tử trung niên mặc đồ vàng, người này là gia chủ của Mạc gia. Ông ta lạnh lùng nói, không ngờ Chu Toàn Phu nhà các ngươi có cách chữa trị. Nhưng đáng tiếc muộn rồi, Chu thị mạnh nhất chỉ có đạo anh cảnh, chẳng có chút ảnh hưởng nào trước tu vi của nhà chúng ta. Chu Toàn Phu nhanh chóng khai báo sự thật của Chu gia. Chúng ta sẽ tha cho Chu gia một con đường sống. Sau đó ông ta lại nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói, tên nhóc kia, chính ngươi là người giải khuyết điểm cho Chu gia à? Ngươi đáng chết lắm. Ngô Bình cười lanh nói, bảnh thì nhào vô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gia chủ Mạc gia hừ lạnh, vỗ vào ót một cái, lập tức một luồng sát khí màu đen phun ra từ miệng đổ ập đến đâu của Ngô Bình. Ngô Bình thấy được thực lực của gia chủ Mạc gia này rất mạnh. Ít nhất cũng đã đến hỗn độn ngũ cảnh rồi. Hèn chi, ông ta khinh bỉ Chu gia như thế. Ngô Bình chẳng mấy để tâm khi đối diện với kẻ địch là cường giả hỗn độn, bởi vì đại thánh cảnh đã là cường giả hỗn độn rồi. Cộng vào đó, anh nhận được lợi ích từ truyền thừa ở 2 nơi Phật đạo, anh chỉ cần sử dụng một thủ đoạn trong 2 loại đó cũng có thể lấy mạng của kẻ này rồi. Phản! Anh chỉ nhẹ mắng một tiếng vui vẻ nhưng Phật hiệu vang lên trong không trung, đó là tiếng của Phật Đà. Luồng sát khí kia bị Phật hiệu tác dụng lên, đột ngột quay đầu nhắm thẳng vào hướng gia chủ Mạc gia. Gia chủ Mạc gia sợ hãi lắp bắp, vừa rồi ánh kiếm ông ta bản ra chính là thần thông sát sanh đã luyện 500 năm mới thành, sao thoáng chốc đã mất hiệu lực rồi. Còn quay ngược lại giết bản thân. Gia chủ Mạc gia trong cơn hoảng sợ vẫn cố sức kiếm soát ánh kiếm kia, nhưng đáng tiếc luồng sát khí đó không mảy may theo điều động của ông. Hình thức Ngô Bình vừa sử dụng là Phật Đà nhất môn thần thông. Tên là quay đầu là bờ. Nó là một trong các chiêu thức đại thần thông của Phật Đà, chỉ có người đã thức tỉnh tính Phật mới có thể sử dụng. Thêm vào đó uy lực của quay đầu là bờ không ảnh hưởng lớn đến sức mạnh của Ngô Bình, anh sử dụng là sức mạnh của Phật Đà. Theo như trên Phật hiệu ghi rằng, Phật Đà sống ở chư thiên vạn giới, tồn tại ở quá khứ đến hiện tại và đến tương lai. Ông có mặt ở khắp mọi nơi,
thậm chí uy lực của ông sẽ không bao giờ giảm cũng như tăng lên. Nói cách khác, Ngô Bình có thể sử dụng sức mạnh Phật Đà bất kỳ ở đâu, tại thời điểm nào. Mạc gia kia không có cách nào chống lại, đành né sang một bên. Nhưng lúc này Ngô Bình chỉ ngón tay vào cơ thể của ông ta, bình thản nói, loạn. Ngay lập tức tâm ma của gia chủ Mạc gia phát triển lớn lên, ánh mắt bắt đầu hiện rõ vẻ điên dại, phản ứng cũng chậm lại. Lúc này, sát khí kia đã đuổi đến nơi quán nhẹ trên cổ của ông ta, ngay lập tức đầu của ông ta rơi xuống, chết ngay tại chỗ. Chuyện giết chết một cường giả hỗn độn là việc vô cùng khó, nhưng Ngô Bình lại biết dùng Phật Đà nhất thức thần thông, nên dễ dàng đánh chết người chỉ một chiêu. Những người đến đây còn lại đều ngây ngẩn, họ bắt đầu đưa ánh mắt e dè nhìn Ngô Bình. Ngô Bình lạnh lùng nói, thứ rác rưởi thế này cũng làm được gia chủ à? Vẻ mặt của đám người kia lập tức tối lại, trong đó gia chủ Cảnh Gia nghiêm nghị hỏi, ngươi là đồ đệ của Nguyên Thủy Đạo Tôn, tên Lý Huyền Bình đúng chứ? Ngô Bình, là ta đây. Gia chủ Cảnh Gia lạnh lùng nói, cho dù sư tôn của Lý Công Tử có ở đây, cũng không dám giết người trong ba nhà của chúng ta đâu. Ngô Bình, hừm. Gia chủ Cảnh Gia nhìn biểu cảm của anh lại nói tiếp, ba nhà của chúng ta đều có lão tổ giữ gìn, thêm vào đó họ sắp đột phá đến tẽ thiên cảnh rồi. Chu Toàn Phu cũng than thở lên tiếng, ông ta nói đúng đấy, lúc trước tổ của Chu gia nhận ba nghĩa tử, họ đều còn sống. Ngô Bình im lặng như suy nghĩ gì đó, rồi mới nói, thì ra là thể. Gia chủ Cảnh Gia hừ mạnh một hơi nói, cho nên, tốt nhất ngươi đừng nhúng tay vào chuyện hôm nay. Chu Toàn Phu lạnh lùng nói, Cảnh Phụng Niên nhà ông nghe đây, những năm qua Chu gia chúng ta nhẫn nhịn các người cũng vì nể mặt lão tổ các người là nghĩa tử của Chu gia. Bây giờ các người rời đi còn kịp, nếu không chắc chắn các người phải trả giá bằng máu. Cảnh Phụng Niên cười ha hả, nói, đến lúc nào rồi, Chu Toàn Phu nhà ông còn dám thốt lên câu đó. Nếu Chu gia các người có thể ngóc đầu dậy nổi, thì còn ở trong hoàn cảnh này sao? Lúc này, Ngô Bình lại nghe giọng của Chu Toàn Phu thì thầm trong tai. Thưa Lý Công Tử, năm đó lão tổ biết biết người chứ khó vẽ lòng, nên đã bí mật gieo xuống tuyệt sát huyết chú cho ba nghĩa tử này. Khi sử dụng chú này, hơn 10 đời có quan hệ ba người này và cả họ cũng sẽ tự nổ cơ thể mà chết. Ngô Bình ngạc nhiên, có thủ đoạn như thế rồi, ông còn đợi cái gì nữa? Chu Toàn Phu giải thích, bởi vì hiện tại Chu gia rất yếu, lỡ như ba nhà này bị quét sạch thì Chu gia cũng sẽ bị các thế lực ngoài chiếm đóng. Vậy nên... cách này là cách cuối cùng khi không còn đường nào để thoát. Ngô Bình hỏi tiếp, ba người đó biết chuyện này không? Chu Toàn Phu nới, năm đó họ không biết, mà bây giờ tu vi họ cao rồi chắc cũng cảm nhận được. Ngô Bình gật đầu, thế thì tốt rồi, ông lập tức cho nổ huyết chú của Mạc gia để giết gà dọa khi đi. Chu Toàn Phu suy đi nghĩ lại cảm thấy cách này cần thiết, nên mới lấy ra một miếng ngọc phù. Trong khi ánh mắt mọi người hiện lên sự nghi ngờ và khó hiểu, thì ông ta đã âm thầm niệm chú. Ngay lập tức gia chủ Mạc gia và vài tên tùy tùng đột nhiên mở to hai mắt, một tiếng ầm vang lên, cơ thể chúng lập tức nổ tung biến thành một vũng máu, hồn phi phách tán. Cùng lúc này, cơ thể của rất nhiều cao thủ ở Mạc gia cũng tự động nổ tung, kể cả lão tổ Mạc gia. Ông ta là một cường giả đang đánh sâu vào tê thiên cảnh, đột nhiên đang tu luyện ngay cửa ải thì nổ tung, hình thần câu diệt. Tin tức nhanh chóng truyền đến, hai gia chủ đứng ở đây lập tức nghe. Được tiếng của lão tổ nhà mình, rút ngay. Hai vị gia chủ ngạc nhiên vô cùng, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Sau mấy phút đồng hồ, có hai gã trung niên vội vàng đi vào đại điện, khí tức họ mạnh chỉ có thể nói là ngang hoặc hơn Nguyên Thủy Đạo Tôn. Hai gã nên cũng bước đến, quỳ xuống trước mặt Chu Toàn Phu cúi đầu với thái độ vô cùng cung kính kêu, gia chủ. Chu Toàn Phu lạnh lùng nói, nếu các ngươi không ép chúng ta đến đường cùng, thì Chu thị sao lại xách Mạc gia ra khai đao chứ? Các ngươi không chết vì ta nể tình cũ, dù sao hai ngươi cũng là nghĩa tử của tổ tông chúng ta lại còn là trưởng bối của ta. Hai gã trung niên này, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ tím. Gương mặt đang giữ biểu cảm mờ mịt nhưng lại có chút lạnh lùng, bọn chúng chỉ cúi đầu không nói một lời. Chu Toàn Phu lại nói, các ngươi đi dọn dẹp Mạc gia đi, ta sẽ cử người đến nhà họ. Hai người lập tức đồng thanh đáp, rõ. Các ngươi lui đi, Chu Toàn Phu xua tay lệnh. Lúc này, hai người mới lui ra đồng thời giả vờ vô tình nhìn Ngô Bình một chút không có một miếng phù, thì không cách nào đến gần đại điện này được. Hai người vừa đi, Chu Toàn Phu đã lau mồ hôi trên trán, sau lưng của ông ta cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Ông ta thở dài nói, hành động lần này thật hiệu quả đấy thưa Lý Công Tử. Ngô Bình khuyên, những ngày tiếp theo đây,
các người phải nhanh chóng tăng cấp và giữ lấy thủ đoạn mà tổ tiên đã để lại. Chu Toàn Phu đáp, đúng vậy, thật ra Chu thị ta chỉ cần có thêm 100 năm nữa, chắc chắn sẽ khôi phục lại vinh quang như xưa. Ngô Bình lại hỏi, ta nghe như Thanh nói, chẳng phải Chu thị của ông có pháp bảo kỳ nguyên sao? Chu Toàn Phu cười khổ nói, món pháp bảo kỳ nguyên đó vẫn ngủ say nhiều năm, chúng ta không đánh thức nó dậy được. Ngô Bình, ta có thể nhìn nó chút không? Chu Toàn Phu vội vàng đồng ý, đương nhiên là được rồi. Thoáng chốc, Ngô Bình đã được Chu Toàn Phu đưa đến trước một đại điện cổ xưa. Không gian xung quanh đại điện đều vặn vẹo, nếu cơ thể anh. Ngô Bình đẩy cửa điện ra, đập vào mắt anh chính là một thanh trường đao huyền phù yên lặng, nằm giữa không trung. Trông thanh đao nào rất bình thường, chẳng có chút quái lạ nào. Nhưng Ngô Bình lại có thể cảm nhận được, khí tức cấm kỵ bên trong nói. Anh âm thầm giật mình, vội vàng phi thân đến trường đao hơi nghiêng người cầm lấy chuôi đao. Ngay lập tức thập nhị trọng cấm rung lên, cấm kỵ lực cũng điên đại sôi lên ào ào bên trong cơ thể. Trường đao lập tức sáng rực lên, một lưỡng năng lượng cấm kỵ lực nồng động ào ạt như bồi bổ chảy vào cơ thể của Ngô Bình. Hai loại cấm kỵ, lực, như đang được nối liền với nhau và đạt thành một khế ước. Sau một khắc, bàn tay của Ngô Bình tê dại, một giọt máu rót vào chuôi đao. Tiếp theo đó trong đầu của anh lại vang lên một giọng nói, thập đồ bái kiến chủ nhân. Ngô Bình hỏi, ngươi là khí linh của đao này sao? Đúng thế, thưa chủ nhân. Ngô Bình hỏi tiếp, không phải khí linh lúc trước là lão tổ tông Chu gia à? Khí linh, là ta đây. Ngô Bình bất ngờ, ngươi vẫn luôn ở trong đao này sao? Khí linh, thời cơ chưa đến, nên ta chỉ đành thả một chút ý niệm trong. Đầu, cướp thể xác của một con người. Ngô Bình, thì ra đây mới là dáng vẻ thật của ngươi. Khí linh, hiện giờ ta là khí linh, năm đó người đó cũng là ta nhưng giờ không còn nữa rồi. Ngô Bình, ngươi có tên không? Năm đó, ta tên Chu Thiên Tử. Hiện giờ, ta tên là Thập Đồ. Giọng nói của Thập Đồ kể về quá khứ rất thờ ơ và lạnh nhạt. Ngô Bình, ta không ngờ bản thân có thể thành công tế luyện pháp bảo kỳ nguyên. Khí linh, Thập Đồ cũng là pháp bảo cấm kỵ, có được nhị tâng 10 cấm. Tuy ngươi chỉ có thập nhị trọng cấm nhưng đủ để kích hoạt Thập Đồ rồi. Thập Đồ thuộc về kỳ nguyên trước kia, nó không hấp thụ được linh khí nhưng có thể hấp thụ được cấm kỵ lực. Vậy nên, tất cả đều là cơ duyên trời cho thôi. Đương nhiên ta là khí linh nên cũng mong ngươi có thể tế luyện Thập Đồ. Ngô Bình, ta có thể phát huy được bao nhiêu uy lực của Thập Đồ đây? Thập Đồ, ngươi đang ở thập nhị trọng cấm, nên có thể phát huy 0,5% của Thập Đồ. Sức mạnh 0,5% này đủ để chém chết cường giả Tê Thiên. Nhưng mà, tu vi hiện giờ của ngươi chỉ sợ sẽ bỏ nửa mạng khi sử dụng nó, cho nên tốt nhất ngươi đừng thử. Ngô Bình, vậy có nghĩa là, ta phải nhanh tăng tu vi lên rồi. Thập Đồ, nếu như ngươi đạt được thập ngũ trọng cấm, thì có thể thoải mái phát huy 10% lực sát thương của Thập Đồ rồi. Mặt khác, hiện tại Thập Đồ cần hấp thụ năng lượng. Ngô Bình giật mình nói, ta có một nơi. Dứt lời, anh ném Thập Đồ vào cấm kỵ môn. Trong cấm kỵ môn có linh khí cấm kỵ vô tận, Thập Đồ trong đó tham lam nuốt và hút lấy năng lượng. Ngô Bình cất Thập Đồ rồi đi ra đại điện, bình tĩnh nói, xin lỗi gia chủ Chu gia. Thập Đồ đã bị ta tế luyện nên ta muốn cầm nó đi. Chu Toàn Phu rất sợ hãi, nhưng một lát sau chỉ cười nói, chuyện này là chuyện tốt thôi. Ít nhất, từ nay về sau công tử có thể phát huy được uy lực của pháp bảo kỳ nguyên rồi. Chỉ có một chuyện Chu thị muốn nhờ công tử, nếu sau này Chu thị gặp nạn cũng mong công tử có thể ra tay giúp đi. Ngô Bình gật gù nói, ta đồng ý. Chu Toàn Phu mừng rỡ nói, đa tạ công tử. Nhưng vào lúc này một trường đen kịt khổng lồ bay từ xa đến, tốc độ của nó nhanh đến kinh hoàng, thoát cái đến gần chỗ Ngô Bình và Chu Toàn Phu khi họ chưa kịp phản ứng. Nhưng lúc này Ngô Bình đã nghịch chuyển thời gian, thoát cái tốc độ của trường kia cũng chậm lại. Anh nhìn trường đen khổng lồ từ từ bay đến, chỉ là tốc độ chậm hơn mấy ngàn lần. Xem ra hai nhà kia muốn nhân lúc Chu Toàn Phu vẫn chưa sẵn sàng đấu, mà giết chết ông ta rồi. Ngô Bình nghĩ thầm sau đó gọi Thập Đồ ra cầm trong tay. Thập Đồ vừa xuất hiện, sát khí cao ngút trời bùng lên. Nếu chỉ sử dụng khí tức khủng bố của Thiên Đồ, Ngô Bình cũng không phải tốn quá nhiều thể năng. Ngay tức thì, trường tay đen khổng lồ kia cứng lại. Thập Đồ là pháp bảo kỳ nguyên nên cao hơn một cảnh giới với Tê Thiên Cảnh, chứ đừng nói là chủ nhân của trường này chưa đến Tê Thiên Cảnh. Sao thế được, có một tiếng thét kinh sợ truyền từ xa đến. Ngô Bình thu chiêu, lúc này Chu Toàn Phu mới phản ứng tức giận quát,
Cảnh Phùng Niên to gan lắm. Một ánh sáng đen rơi xuống, tên này chúng là lão tổ Cảnh gia, Cảnh Phùng Niên. Ông ta nhìn chăm chú vào thập đồ mà Ngô Bình đang cầm nói, làm sao thế được? Nó là pháp bảo kỳ nguyên mà, sao lại bị ngươi luyện hóa rồi? Ngô Bình nhìn ông ta, rồi lạnh lùng nói, không có gì không thể hết. Tại Cảnh Phùng Niên ngươi ngu ngốc, thèm chết à? Cảnh Phùng Niên cúi đầu hỏi, tiểu nhân không muốn chết. Ngô Bình, không muốn chết, thì phải giữ thái độ trung thành với Chu gia. Ta sẽ để lại huyết chú trên cơ thể ngươi, sau này khi nào buồn buồn ta sẽ nghĩ giết ngươi. Vẻ mặt của Cảnh Phùng Niên liên tục thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn chỉ thở dài thườn thượt nói, rõ. Ngươi nhìn đủ chưa? Ngô Bình lại nhìn vào không trung. Một tên mặc đồ tím xuất hiện, tên này không ai khác chính là một gia chủ của nhà kia. Ông ta quỳ xuống trên mặt đất. Ngô Bình, các ngươi đều có cơ hội đánh sâu vào tề thiên cảnh, nhưng hành động ngày hôm nay tuy có khác nhau nhưng vẫn không không ngoan. Nó là truyền lệnh phù, sau này nghe gọi lập tức có mặt. Rõ, mặc dù tu vi của hai tên này cao thật, nhưng không dám nói nhiều trước mặt Ngô Bình. Bởi vì thứ nhất anh đang cầm thập đồ, có năng lực chu sát bọn chúng. Thứ hai, vì Ngô Bình giữ huyết chú, đồng thời có thể diệt toàn bộ cao thủ trong tộc họ. Lui đi. Hai cao thủ đi rồi, Chu Toàn Phu lại muốn giao huyết chú cho Ngô Bình. Nhưng anh lại xua tay nói, ta không cần nó, ông giữ đi. Thật ra thập đồ là tổ của nhà Chu gia, anh có thể kích hoạt huyết chú lúc nào tùy thích nên không cần niệm chú làm gì. Lần này, Ngô Bình đã thu hoạch được rất lớn nên anh không ở lại nữa mà lập tức tạm biệt Chu Toàn Phu đến gặp Nguyên Thủy Đạo Tôn. Nguyên Thủy Đạo Tôn đang bế quan nhưng ông để lại một hóa thân trong cung, chỉ là không thể nào đi ra thường xuyên được. Trước đây, người tống nhóm người Ngô Bình đến Chiêu Thiên Phong cũng là hóa thân Đạo Tôn. Anh nói cho hóa thân Nguyên Thủy Đạo Tôn nghe về kinh văn, trong đó kể về một ít nội dung của Tề Thiên Cảnh. Thật ra hồi trước kia việc tu hành pháp môn Tề Thiên Cảnh cũng không đầy đủ. Ngô Bình mất 3 ngày mới nói hết nội dung, những nội dung này quá huyền ảo nên anh không thể nào dùng cách thần truyền được, nên chỉ có thể nói trực tiếp. Còn Nguyên Thủy Đạo Tôn hiểu được bao nhiêu, anh cũng không có cách nào nhúng tay vào. Nguyên Thủy Đạo Tôn nghe xong mà say đắm như người được uống được vò rượu ngon ấm áp, sau đó ông biến mất tăm. Ngô Bình đã đoán được nên không bất ngờ, anh chắc chắn sư tôn đang bế quan kia chắc chắn sẽ thăng chức lên Tề Thiên Cảnh. Nguyên Thủy Đạo Tôn bế quan, Ngô Bình quay về Đệ Nhất Kiếm Tông, vừa hấp thụ và tiêu hóa các thu hoạch và kiến thức trong đoạn thời gian qua, vừa truyền thụ hết tâm pháp tu hành tiên đạo cho 3 vị sư tôn Trầm Huyền Tông. Hôm nay Ngô Bình đang tu luyện trong núi, đột nhiên một bóng người rơi xuống. Dáng vẻ người này trông rất chật vật, chẳng ai xa lạ chính là Trang Thái Hư. Hắn ta vừa đáp đất thì Nhị Dũng đã hạ xuống, lập tức nói với Ngô Bình, thưa chủ nhân, tiểu nhân vẫn luôn đuổi giết tên này nhưng hắn ta trốn thoát rất nhanh nên chưa thể giết được. Ngô Bình cười nói, được rồi, dừng việc đuổi giết hắn ta đi. Trang Thái Hư thở phào nhẹ nhõm như vừa dở được gánh nặng, ngồi bệt dưới đất chừng Ngô Bình hỏi, còn ngươi? Sao ngươi bảo tượng gỗ này truy sát ta lâu như thế? Ngô Bình giải thích, ngươi không chết xem như cũng giỏi đấy, chuyện ngươi đòi giết ta vẫn chưa tính đâu. Trang Thái Hư hừ lạnh, đấm chân mình nói, mấy năm qua ta luôn chạy trối chết, nghe được rất nhiều tin tức. Hiện tại thiên gia xuất hiện thiên đế, ngươi cảm thấy mình thoát được à? Con của Thiên Thắng Uy đã chết, chắc chắn tên đó sẽ không tha cho ngươi. Ngô Bình nói, hắn muốn giết thì cứ đến làm đi. Trang Thái Hư nhướng mày nói, hình như, ngươi tự tin lắm á. Ngô Bình đá Trang Thái Hư một cú rồi nói, ngươi cút được rồi. Trang Thái Hư nhíu mày nhưng vẫn ôm quyền nói với anh, đa tạ, sau này sẽ gặp lại. Đối phương đi rồi, Ngô Bình lại âm thầm niệm một đoạn chú. Sau đó, anh lấy cảm quan của Trang Thái Hư có thể thấy được những thứ tên đó nhìn và nghe thấy. Lúc này, Trang Thái Hư đang phi độn rất nhanh thoát cái đã đến thiên gia, gặp mặt Thiên Thắng Úy. Thiên gia xuất hiện thiên đế. Nên Thiên Thắng Uy đã được phong là Thiên Vương, uy phong lẫm liệt. Thê thiếp của tên này thành bầy, con cháu cũng đông đảo, tuy có một đứa chết rồi nhưng cũng nhanh quên. Trang Thái Hư chào Thiên Thắng Uy rồi nói, Trang Thái Hư bái kiến Thiên Vương. Thiên Thắng Uy bình tĩnh hỏi, sao ngươi đến đây? Trong điệu bộ, có thể đoán được tên này cũng nhận ra Trang Thái Hư. Trang Thái Hư cười khổ nói, trước đây, ta nhận lệnh của phu nhân đi giết Lý Huyền Bắc. Nhưng ta lại không ngờ thực lực của hắn quá mạnh, thiếu điều đã bị hắn ta giết ngược. Thiên Thắng Uy cũng rất bất ngờ nói, ta biết chuyện này, nhưng ngươi không thành công làm ta rất bất ngờ.
Trang Thái Hư nói, nhiệm vụ không thành, nhưng ta cũng tính đó là một cái công. Thiên Thắng Uy xua tay nói, ngươi đã khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi. Trang Thái Hư lui ra sau, một luồng bóng tối dán trên mặt đất đi đến dưới chân Thiên Thắng Uy. Lúc này, Ngô Bình đã có được tầm nhìn và thính giác của Thiên Thắng Uy. Thiên Thắng Uy ngồi tại chỗ đợi vài phút rồi lớn tiếng nói, mời phu nhân đến đây. Thoáng chốc một phụ nhân ăn mặc quý giá, đoan trang đi đến. Trông người đẹp nhưng ánh mắt của bà ta lại rất lạnh. Người này chính là mẹ ruột của Thiên công tử tên là Thần Linh, bà ta nhìn Thiên Thắng Uy hỏi, Thắng Uy tìm thiếp có chuyện gì? Thiên Thắng Uy, Đồng Ất chết rồi, phu nhân với ta cũng rất đau lòng, nên người thuê Trang Thái Hư giết hẳn, ta không ngăn. Mắt phượng của Thần Linh trợn tròn hỏi lại, hắn ta còn chưa chết đúng không? Thiên Thắng Uy gật đầu nói, trước mắt nàng hay lấy đại cục làm trọng, tỷ lệ Nguyên Thủy Đạo Tôn có thể bước vào cường giả tề thiên cảnh cao nhất, thiên đế cũng không muốn đối đầu với lão ta. Vậy nên, từ nay về sau nàng đừng tiếp tục thuê người ám sát Lý Huyền Bắc nữa. Thần Linh lắc đầu, căm hận nói, không được, nó phải chết. Nó không chết, thằng con Đông Ất của thiếp chết không nhắm mắt. Thiên Thắng Uy thở dài thườn thượt nói, nàng cũng đã thấy rồi, ngay cả Trang Thái Hư còn không phải đối thủ của hắn ta mà. Nàng muốn giết hẳn, trừ khi thiên gia sử dụng cường giả hỗn độn trung kỳ mới làm được. Nhưng làm thế thiên đế sẽ phát hiện ra, tên đó không đồng ý cho nàng và ta làm vậy đâu. Thần Linh, thế thì giết người nhà của hắn đi, giết bằng hữu, thê tử, con cái. Ta phải trả lại hắn gấp trăm lần nỗi đau đớn mà ta đã phải chịu. Thiên Thắng Uy im lặng một lúc rồi nói, nàng đừng quan tâm đến chuyện này nữa, ta sẽ nhờ người ta đi làm. Nếu muốn giết kẻ này thì không nên dùng cứng đối cứng, phải dùng trí mới được. Ngô Bình nghe rõ mòn một từng chữ trong đoạn đối thoại của hai kẻ này, vẻ mặt anh lạnh đi. Lúc này, anh lấy ra bảo vật thiên đế, diệt tam thế phù. Lá phù này chỉ có thể sử dụng đúng một lần duy nhất, nhưng nó lại có thể chém chết quá khứ, hiện tại, tương lai và giết ba kiếp của một người. Anh bước lên một bước, thời không co lại, thoát cái đã đến thiên vương quý phủ, anh lập tức đánh diệt tam thế phù ra. Một luồng sát khí ngút trời bay vào thiên vương phủ, người bảo vệ phủ tên Đại Liêu không có cách nào cản nó lại, sát khí diệt tam thế khủng bố bao phủ lấy căn phòng Thiên Thắng Uy và Thần Linh đang ở. Tất cả biến thành cho bụi, nóc nhà và đồ dùng trong phòng đều biến mất, mà Thiên Thắng Uy và Thần Linh cũng biến mất tăm. Ngay cả mắt đất cũng để lại một cái hố thật sâu khổng lồ, 1000 mét. Chỉ cần một chiêu đã khiến phu thê kẻ này thần hồn tiêu tán, mà trước khi chết cũng không có cơ hội tìm hiểu nguyên nhân. Sau khi giết hai người này, Ngô Bình vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì mà rời đi, biến thành Lý Nhàn quay về Thiên Đan Phường. Sau khi về anh hỏi đến tình hình gần đây, rồi đi đến phòng luyện đan. Anh vừa luyện xong hai lò đan dược lại nghe đến tin tức Thiên Thắng Uy và Thần Linh đã bị người nào đó giết chết, thần hồn cũng tan biến. Chuyện này đánh vào thiên đế lập tức cử người đi điều tra nhưng hiện tại vẫn chưa có kết quả gì. Ngô Bình nghe thế cũng âm thầm niệm thất chú diệt đăng chú. Trang Thái Hư đang bị dính chú này những Ngô Bình cũng không thật sự giết hắn ta. Nhưng tên này có thể đoán được kẻ nào ra tay, nên anh không thể nào để hắn ta sống nữa. Nhưng mà khi anh sử dụng chú mới phát hiện ra Trang Thái Hư đã không thấy đâu nữa. Thất chú diệt hồn đăng cũng không cảm ứng được sự có mặt của hắn ta, giống như hắn ta đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Ngô Bình giật mình tự hỏi, sao hắn ta làm được như thế? Hay là hắn ta thật sự không còn sống nữa rồi? Anh đợi ở Thiên Đan Phường vài ngày, người thiên đế cử đi cũng chẳng điều tra được cái gì, anh lại chẳng bận tâm. Ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, Thiên Tố Âm lại đến tìm anh. Nàng ta cầm hai bài thuốc dân gian đến trông có vẻ rất vui hỏi, Lý Đan Sư có thể luyện chế ra hai loại đan dược này không? Ngô Bình nhìn lướt qua hai bài thuốc dân gian, trông chúng rất quái lạ. Loại thứ nhất kích thích thần hồn tên là Cuồng Thần Đan. Hiệu quả rất mạnh dù cường giả hỗn độn ăn vào cũng không giữ nổi và dễ dàng trở thành kẻ điên hoặc đần. Đan dược thứ hai biến người ta mất đi cảm xúc thất tình lục dục tên là diệt tình đan. Ngô Bình nhìn hai loại đan dược này lại hỏi, Đông gia cần hai loại đan dược này để làm gì? Thiên Tố Âm giải thích, thật ta không dám giấu giếm, ta đã tìm được nguồn tin tức đáng tin cậy. Cuồng thần đan và diệt tình đan này đều có thể giúp cho tu sĩ đánh sâu vào tê thiên cảnh. Tu sĩ lưu thiên cảnh có trạng thái tư duy và tính mạng khác hoàn toàn với tu sĩ hỗn độn, mà hai loại đan dược này có thể giúp trạng thái một người đến gần nhất tê thiên cảnh, nên giúp họ dễ đột phá hơn. Ngô Bình bắt đầu có hứng thú với chúng, ngươi lấy tin tức này từ đâu? Thiên Tố Em mờ đáp, ta
ta đọc được từ trong tàng thư của nhà. Ngô Bình hỏi, Thiên gia có tàng thư như thế, mà vì sao ngươi không đọc được từ sớm đi? Thiên Tố M, ngươi không biết rồi, lai lịch tổ tiên của Thiên gia chúng ta rất bí ẩn nên từng để lại tàng thư kinh doanh. Những sách này đều bị phong ẩn rất lâu rồi, đến hôm nay chúng mới được Thiên Đế mở phong ấn đấy. Ta biện minh là đến đó tìm đan kinh với bài thuốc, mới đi dạo qua một vòng lại bắt gặp một vài quyển sách cổ, trong đó có cả hai phương thuốc này đấy. Ngô Bình im lặng suy nghĩ gì đó rồi nói, tu vi của ta vẫn chưa đạt đến hỗn độn cảnh nên vẫn chưa có kinh nghiệm về việc thay đổi từ hỗn độn cảnh đánh sâu vào tê thiên cảnh. Nhưng cũng may ta có một phương thuốc, cũng từng thử rồi nhưng ngươi hãy cầm một vài sách cổ đó đến cho ta xem một chút. Chắc là ta có thể dựa vào đó, mà tìm ra cách luyện. Con người của Thiên Tố Âm sáng lên nói, được thôi. Vậy làm phiền Lý Đan Sư rồi. Sau khi chuyện này thành công, chắc chắn ta sẽ hầu tạ. Thiên Tố Âm để dược liệu và sách cổ lại rồi rời đi. Ngô Bình đọc quyển sách cổ, thoát cái đã hiểu được suy nghĩ của người sáng tạo ra đan dược này. Nhưng với tu vi và độ hiểu biết về đan đạo của anh hiện giờ, anh cảm thấy nếu tách hai loại đan dược này ra luyện, rồi dùng khác nhau sẽ khiến dược liệu giảm đi hiệu quả rất nhiều. Nếu có thể hợp hai loại đan này lại thì hiệu quả nó sẽ tăng lên gấp mấy lần, mà nhược điểm của loại đan này cũng sẽ giảm xuống 50%. Sau khi suy ngẫm, anh lại tăng theo vào loại dược hiệu, tiếp tục giúp đan dược tăng tác dụng lên mà tỷ lệ tác dụng phụ cũng giảm đi một ít. Cuối cùng, anh đặt tên viên thuốc này là Diệt Tình Cuồng Đan. Ngô Bình thử luyện 3 lần đều thất bại, nhưng anh cũng có thu hoạch lớn. Lò thứ tư anh cũng luyện ra đan được ánh sáng lấp lánh và trong trẻo vần quanh. Đan dược này chỉ là loại đan dược hạ phẩm nhưng đã ấn tượng thế rồi. Anh lại tiếp tục thay đổi cách luyện, luyện ra lò thứ 5 và thứ 6, lò thứ 6 đạt đến đan dược thượng nhất phẩm. Ngô Bình luyện ra đan dược lập tức cầm lấy một viên thượng phẩm đan đưa cho Thiên Tố M. Thiên Tố Âm nhìn thấy đan dược mà mở to hai mắt, lẩm bẩm. Không ngờ Lý Đan Sư lại có thể hợp hai loại đan dược lại với nhau, ngài đúng là thiên tài tuyệt thế. Ngô Bình, người có thể nhờ người thử hiệu quả. Thiên Tố Âm cười nói, hiện tại, ta chưa tìm ra người thích hợp, nhưng ta tin tưởng Lý Đan Sư. Hiệu quả của viên thuốc này sẽ hơn người. Tuy Thiên Tố Âm nói thế, nhưng đã vội vàng dò trông cũng biết nàng ta muốn đưa đan dược cho người nào đó thử trước, mà Ngô Bình cũng chẳng để ý mấy chuyện này. Đợi khi nàng ta đi rồi. Anh lấy ra một viên Diệt Tình Cuồng Đan nuốt xuống, anh muốn tự cảm nhận tác dụng của thuốc. Sau một hơi thở, anh cảm thấy tâm trạng của mình bị ảnh hưởng đầu tiên. Anh trở nên vô cảm, không có chút hứng thú nào với mọi sự vật và sau đó đạo anh của anh bắt đầu nổ tung, bắn ra uy năng hơn mấy lần ngày thường. Ngô Bình nhắm mắt ngồi xếp bằng lại, lúc này tâm linh của anh chưa từng sáng rõ như hiện giờ. Đạo anh của anh bay thẳng lên trời cao, vô thượng đại đạo bắt đầu vận chuyển. Lúc này 3.000 đại đạo của trời đất hội tụ đến, thay đổi đạo anh cho anh. Nhờ đó mà đạo anh phát triển, mạnh mẽ hơn rồi nhanh chính hóa thành hình thể khổng lồ, mở rộng bàn tay ra to đến mức mấy viên tinh cầu khổng lồ cũng phải nhỏ xíu. 3.000 đại đạo tích lũy trong cơ thể đạo anh rồi hóa thành từng đại pháp trận, nối liền với đất trời. Lúc này, Ngô Bình gần như một phần của trời. Ngay bây giờ anh đã trở nên vô tình, thăng lên đạo cảnh tầng 9, cực hóa cảnh. Cùng lúc đó anh có thể nhìn thấy một tu sĩ cũng vừa hoàn thành đánh sâu vào cực hóa cảnh ở đằng xa kia. Người đó là một nữ tu, nàng ta đã thăng chức từ nửa canh giờ trước nhưng đạo anh của nàng ta chỉ nhỏ bằng hạt mè với đạo anh của anh. Nếu nhãn lực của Ngô Bình không tinh, sợ là không nhìn thấy được có một đạo anh bên cạnh nàng ta. Lúc này, đạo anh của nữ tu kia cũng ngây ngốc nhìn Ngô Bình mà sợ run. Nàng ta được gọi là con của trời, tu hành thuận buồm xuôi gió, sư trưởng cũng là một cao nhân đương thời. Nhưng lúc này, nàng đứng trước mặt Ngô Bình cũng chỉ cảm giác như một con đom đóm đang đối diện với nắng gắt, bản thân quá nhỏ bé. Nữ tử kia rung chân, lẩm bẩm, vô thượng đạo anh trong truyền thuyết đây sao? Không ngờ trên đời này thật sự có vô thượng đại anh. Cực hóa cảnh là sự phát triển cực hạn của đạo anh càng mạnh thì cực hóa cảnh của đạo anh đó càng cao lớn. Đạo anh của nàng chỉ cao 3.000 dặm, như thế đã giỏi lắm rồi, cũng được người ta gọi là cực hóa cảnh truyền kỳ đấy. Đạo anh cực hóa chia làm 9 cấp, cao nhất là cấp 1. Trên cấp 1 còn có truyền kỳ cực hóa, sử thi cực hóa, vô thượng cực hóa. Mà đạo anh của Ngô Bình ít nhất cũng là vô thượng cực hóa, mới có được vô thượng đạo anh như thế. Nàng ta thấy Ngô Bình để ý đến mình, vội vàng ôm quyền hành lễ. Ngô Bình gật đầu rồi thu đạo anh lại, nhưng nữ tu kia đã nhớ thật kỹ hình dáng đạo anh của anh rồi. Sau khi đột phát,
Ngô Bình nhắm mắt lại, tâm trung tìm hiểu về hoàng đồ. Anh đã cực thiên cảnh, nên cảm thấy có thể thử đến tìm hiểu hoàng đồ đại diện cho quyền hành. Thoát cái, anh đã cảm giác chạm đến được đến biên giới của quyền hành. Nhưng khoảng cách giữa việc nắm bắt quyền hành, vẫn còn cách một tầng gì đó nữa. Anh biết thời cơ vẫn chưa đến, nên quyết định thử nó sau khi đạt đến đạo cảnh tầng 10 hoặc là thánh vương cảnh. Ngay khi Ngô Bình đang tìm hiểu hoàng đồ, bầu trời đánh xuống một luồng áp lực. Hầu như tất cả tu sĩ thiên giới đều cảm nhận được, họ đều nhìn lên bầu trời. Ngô Bình vừa đi ra khỏi tu luyện, lập tức nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên có một gương mặt xuất hiện đang quan sát khu vực phía dưới. Anh vừa thấy gương mặt này, lập tức biết người này là một cường giả tê thiên cảnh. Ngô Bình âm thầm giật mình, vội đến gặp Thiên Tố Âm. Lúc này, nàng đang đứng trên đỉnh một tòa nhà, mỉm cười nhìn mặt người trên bầu trời. Nàng thấy Ngô Bình xuất hiện, lập tức cười nói, nhờ có đan dược của Lý Đan Sư mà sư tôn của ta đã thăng cấp lên tê thiên cảnh sớm đấy. Ngô Bình hỏi, lệnh sư là Ngọc Hoàng Đạo Tôn. Thiên Tố Âm nói, sư tôn của ta luôn rất an phận, người biết về ông ấy không nhiều. Ngô Bình im lặng như đang suy nghĩ gì đó, xem ra vị Ngọc Hoàng Đạo Tôn này có gì đó hơn người. Dù không có đan dược của anh đi chăng nữa, ông ấy cũng có thể đột phá, chỉ có điều là thời gian sẽ dài hơn thôi. Có được một tề thiên cảnh rồi, sẽ có được người thứ hai và người thứ ba. Lệnh sự có thể thành người thứ hai, cũng hiếm có rồi. Ngô Bình chúc mừng Thiên Tố M. Thiên Tố Âm cười nói, Stun của ta sẽ tranh đoạt vị trí thiên đế của thiên quyền. Ngô Bình hơi bất ngờ, Đông Gia là người của thiên gia, chẳng lẽ không đứng bên phe thiên quyền à? Thiên Tố Âm không trực tiếp trả lời, chỉ nói, tu sĩ tê thiên cảnh không chỉ có tuổi thọ sánh ngang với đất trời, còn có thể đạt được quyền hành nào đó từ trong đại đạo. Quyền hành của thiên quyền là xóa bỏ, sinh linh nào bị xóa thì sẽ biến mất hoàn toàn và những trí nhớ về họ sẽ biến mất sạch, từ kinh nghiệm, mối quan hệ đều biến mất. Quyền hành của sư tôn ta là quyền hành vận mệnh, người sở hữu nó có thể thay đổi vận mệnh của sinh linh. Sư tôn ta có quyền sửa đổi mệnh xấu hay tốt cho một người. Ngô Bình hỏi, trình độ sửa chữa đến mức nào? Thiên Tố Âm, ví dụ như một tên ăn mày luôn ăn xin hàng ngày trên đường cái, nên bị lạnh chết. Nhưng nếu sư tôn của ta đổi vận mệnh cho hắn ta, thì hắn ta có thể biến thành người giàu có, ăn sung mặc sướng cả đời. Thậm chí, hắn có thể trở thành tu sĩ, cường giả hỗn độn cảnh. Hoặc ví dụ như một người tương lai có thể trở thành cường giả tê thiên cảnh, nhưng sau khi hắn ta bị sư tôn thay đổi vận mệnh thì sẽ trở thành tên ăn mày, sống đau khổ cả đời. Ngô Bình, quyền hành của hai người này có thể ảnh hưởng đến bất cứ sinh linh nào à? Thiên Tố Âm, đương nhiên là không rồi, các người nắm quyền hành sẽ không can dự vào chuyện của nhau. Nói cách khác, những người nắm quyền hành không ảnh hưởng hay tác động được với những người có quyền hành khác. Mặt khác, người nắm quyền hành phải tính đến sự ổn định. Ví dụ như thiên quyền, nếu tên này giết một cường giả thì sẽ tiêu hao một phần quyền lực của bản thân. Nếu quyền lực của hắn ta cứ luôn tiêu hao như thế, thì ngày nào đó sẽ bị hao tổn sạch. Cho nên, cường giả tê thiên cường sẽ không dễ dàng sử dụng quyền hành của mình. Đương nhiên khi sử dụng quyền hành không cần thiết phải tiêu hao quyền lực, nếu người sử dụng quyền hành có thể khiến thế giới trở nên ổn định hơn thì sẽ quyền lực của người đó sẽ tăng lên. Ngô Bình, hình như, hai quyền hành này có thể giúp đỡ cho người khác. Thiên Tố Âm gật đầu, đúng thế, nên ta cảm thấy lão già sư tôn của mình thích hợp là thiên đế hơn. Nếu sử dụng quyền hành, thì phần thắng của Ngọc Hoàng lại lớn hơn một chút. Ngô Bình nói. Thiên Tố Âm cười nói, sư tôn ta muốn gặp mặt ngươi đấy Lý Đan Sư. Ngô Bình âm thầm giật mình, hỏi lại, là sao? Thiên Tố Âm nói, đi theo ta gặp sư tôn thôi. Nàng ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi ném xuống đất. Chiếc hộp đó lập tức bay ra một màn sáng rồi kéo Ngô Bình vào bên trong. Hai người đi xuyên qua màn sáng đến trước một cung điện khổng lồ, cửa điện đang mở, bên trong truyền đến giọng nói trầm ấm và ôn hòa. Tố Âm mời Tiểu Hữu vào đây đi. Hai người đi qua cửa điện, đập vào mắt là một ông già tóc tím đang chải lông cho một con mèo. Con mèo này có mắt màu xanh, cả cơ thể đều là màu xám, trông mập mạp đáng yêu vô cùng. Ông già này tuy tuổi đã cao, nhưng cơ thể vẫn rất săn chắc và khỏe mạnh. Ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói, đa tạ đan dược của Lý Tiểu Hữu đã giúp cho ta lấy được tiên cơ và thăng chức sớm hơn 100 năm. Ngô Bình vội nói, tiền bối khách sáo rồi, ta chỉ luyện vào lò đan được mà thôi. Không dám nhận, ông già này chính là Ngọc Hoàng Đạo Tôn cách đây không lâu, nhưng bây giờ đã thành Ngọc Hoàng Thiên Tôn rồi. Thiên Tôn có thể xưng là cường giả tề thiên cảnh,
nhưng có vào cường giả đạt hỗn độn cảnh hậu kỳ cũng sẽ được người ta gọi là thiên tôn. Hai danh xưng này sử dụng không nghiêm khắc cho lắm, giống như là nguyên thủy đạo tôn, đôi khi sẽ có người gọi ông ấy là nguyên thủy thiên tôn. Tiểu hữu đã khiêm tốn quá rồi, người có thể luyện ra đan dược như thế thật là thiên tài tuyệt thế. Ta sẽ giúp tiểu hữu thay đổi vận mệnh tương lai của mình để cảm ơn. Ngô Bình nhìn ông ấy nói, đa tạ tiền bối đã có ý tốt. Nhưng ta không cần sửa vận mệnh của mình. Ngọc Hoàng Thiên Tôn cười trừ, ta có thể nhìn thấu được. Vận mệnh của một người, tuy vận mệnh của tiên hữu tốt nhưng sau 3 năm sẽ bắt đầu xuống dốc. Người nhà và bạn bè của tiểu hữu cũng sẽ bị liên lụy. Ngô Bình nheo mắt hỏi, tiền bối có thể nhìn được kẻ nào làm ta tuột dốc không? Ngọc Hoàng Thiên Tôn lắc đầu, ta chỉ có thể nhìn thấy vận mệnh của ngươi, chứ không rõ tình hình cụ thể ra sao. Đối phương nói thế làm Ngô Bình hơi lo, chẳng lẽ bản thân thật sự sẽ tuột dốc sau 3 năm sao? Anh muốn chấp nhận dự đoán của đối phương, nhưng mà lại có một sự từ chối từ sâu trong đáy lòng. Mà loại cảm giác này rất mạnh mẽ, khiến anh thấy căng thẳng. Anh nói, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở, nhưng hiện tại ta vẫn chưa muốn đổi vận mệnh. Ngọc Hoàng Thiên Tôn cũng không ép, đành nói, được rồi. Một lát nữa ta sẽ chạm mặt với thiên quyền, mọi chuyện mà thuận lợi ấy thì ta sẽ nắm quyền thiên đình sau 100 ngày nữa. Khi đó, nếu tiên hữu có chuyện gì thì đến thiên đình tìm lão phu. Ngô Bình, chắc chắn rồi. Sau khi hai người rời khỏi đại điện, Thiên Tố Âm khó hiểu với lựa chọn của Ngô Bình. Nàng ta cau mày hỏi, Lý Đan Sư có biết mình vừa từ chối cái gì không? Nếu sư tôn của ta đã muốn thay đổi mệnh số cho ngươi, thì chắc chắn tương lai ngươi sẽ thuận buồm xuôi gió đấy. Ngô Bình nói, vận mệnh của ta thì do chính ta quyết định. Thiên Tố Âm lắc đầu, thôi được, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nếu ngươi nghĩ thông suốt, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào cũng được. Lúc đó, ta sẽ đến xin sư tôn thay đổi mạng số cho ngươi. Ngô Bình đã thành công về kế hoạch lần trước, nên lại quay về Ngọc Kinh Thiên Cung. Anh vừa vào Ngọc Kinh Thiên Cung đã cảm giác một luồng áp lực khủng khiếp từ trên trời đè xuống. Một gương mặt khổng lồ xuất hiện lên bầu trời, uy nghiêm như quản cả trời. Anh vừa nhìn gương mặt này, cũng biết Nguyên Thủy Đạo Tôn của mình đã thăng chức lên Tề Thiên Cảnh. Anh mỉm cười cúi đầu với Nguyên Thủy Thiên Tôn từ xa, cũng vui lây cho ông ấy. Lúc này Ngô Bình lại nghe giọng nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn văng vẳng bên tai, Huyền Bắc đến nội cung của ta nhanh lên. Lúc Ngô Bình đến Nguyên Thủy Cung đã thấy 7 vị sư huynh đã đến cả rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên cao với khí tức khổng lồ và thâm sâu khó dò. Thậm chí, anh còn cảm giác Nguyên Thủy Thiên Tôn còn huyền diệu hơn cả Ngọc Hoàng Thiên Tôn. Chúc mừng sư tôn, Ngô Bình cười nói. Vô Thủy Thiên Tôn gật gù nói với các đệ tử, các con lui xuống trước đi. Sau khi các đệ tử đã ra ngoài hết, trong nội cung chỉ còn lại mỗi Ngô Bình và Vô Thủy Thiên Tôn. Anh lập tức hỏi, quyền hành của sư tôn là gì? Vô Thủy Thiên Tôn cười trừ trả lời, thứ quyền hành vi sư đang giữ là thời gian. Vì sư có thể đi dạo trong dòng sông dài thườn thượt của thời gian, thậm chí thay đổi quá khứ và chuyện tương lai sắp xảy ra khi có được quyền hành này. Ngô Bình trợn to hai mắt, giơ ngón cái lên, nói, lợi hại. Quyền binh của sư tôn còn lợi hại hơn Ngọc Hoàng Thiên Tôn và Thiên Quyền. Vô Thủy Thiên Tôn nói, có thể có được quyền binh, một phần cũng là nhờ tiên đạo công pháp hoàn chỉnh mà Huyền Bắc con truyền thụ. Ngô Bình nói, có thể giúp được là tốt rồi. Lần này con tới vốn dĩ là muốn tặng cho sư tôn một viên đan dược. Ngọc Hoàng Thiên Tôn ăn viên đan dược này nên mới đột phá. Vô Thủy Thiên Tôn, khó trách, trong tính toán của ta, còn ít nhất 100 năm nữa hẳn ta mới có thể đột phá, không ngờ lại còn có thể đi trước ta một bước. Ngô Bình, sư tôn, đối phương tấn chức trước, có ảnh hưởng gì với người hay không? Vô Thủy Thiên Tôn, cốt lõi của việc trở thành cường giả Tê Thiên Cảnh là ở chỗ có được quyền binh. Nhưng ở trong trời đất này, quyền binh nhiều như thế, lấy đi một cái, thì lại ít đi một cái. Cho nên, càng đột phá lên trên, thì khó khăn khi có được quyền binh lại càng thấp. Trước thời gian ta có được quyền binh, ta cảm giác có người muốn bắt lấy nó, nhưng lại thất bại, người đó nhất định là Ngọc Hoàng. Ngô Bình, Ngọc Hoàng Thiên Tôn nói, đã thấy được vận mệnh của con, 3 năm sau con sẽ ngã xuống, người nhà và bạn bè của con cũng sẽ chịu liên lụy của con. Vô Thủy Thiên Tôn liếc nhìn Ngô Bình một cái, sau đó hơi nhắm mắt lại. Trong giây tiếp theo, một con sông thời gian dài xuất hiện ở trong không trung, lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, ông mở mắt ra, nói với Ngô Bình, Huyền Bắc, vận mệnh của con có rất nhiều biến số, Ngọc Hoàng chỉ thấy được một trong số đó, còn nhiều biến hóa hơn nữa. Ngô Bình, sư tôn,
vậy con từ chối sự hỗ trợ từ Ngọc Hoàng Thiên Tôn là đúng hay sai? Phù Thủy Thiên Tôn, trong lúc con từ chối, vận mệnh của con có lẽ đã xảy ra thay đổi. Bây giờ, con có một phần cơ hội trở thành cường giả kỷ nguyên, có bốn phần cơ hội ngã xuống. Đương nhiên, còn có một số biến hóa xen vào giữa hai loại kết quả. Ngô Bình nhíu mày, một với bốn, nói như vậy đại khái là xác suất cao con sẽ ngã xuống. Phù Thủy Thiên Tôn, bên trong nguy hiểm ẩn chứa cơ hội, một khi thành công tiền đồ vô lượng. Lựa chọn con đường nào, tự con quyết định. Ngô Bình bỗng nhiên nở nụ cười, sư tôn, con nghĩ năm đó, con cùng lắm chỉ là hình chiếu của vũ trụ chính trong vũ trụ thấp, sinh ra trong ảo ảnh. Có được thành tựu như hôm nay, đã vô cùng thỏa mãn. Cho nên, ngại gì mà không thử một lần. Dừng một lát, anh nói, sư tôn, đến lúc đó nếu như con ngã xuống, mong rằng sư tôn có thể bảo vệ người nhà của con. Phù Thủy Thiên Tôn gật đầu đồng ý, được, mặc kệ cuối cùng con có như thế nào, vi sư chắc chắn sẽ đảm bảo người nhà của con bình an. Lời hứa của cường giả tề thiên cảnh, còn vững vàng hơn cả núi sắt, Ngô Bình thi lễ với sư tôn, nói, sư tôn, hai người kia sắp tranh vị trí thiên đế, lão nhân gia ngài đây cũng sẽ tham dự sao? Phù Thủy Thiên Tôn hơi hơi mỉm cười, nói, thiên đế không chỉ nắm giữ quyền lực, mà đồng thời còn phải gánh vác nguy hiểm. Trong tương lai, sẽ có cường giả kỷ nguyên thức tỉnh, cho nên bất cứ kẻ nào trở thành thiên đế, cũng đều sẽ không tồn tại được lâu. Ngô Bình gật đầu, nghe nói cường giả kỷ nguyên của nhân tộc còn chưa thức tỉnh, nhất định bọn họ sẽ hiện thân. Phù Thủy Thiên Tôn, Huyền Bắc, con đã có cùng đẳng cấp với sư tôn, chỉ là tu vi của con vẫn chưa đủ. Tiếp theo, con cứ toàn lực nâng cao tu vi của mình lên là được. Sau khi nói chuyện với Phù Thủy Thiên Tôn, Ngô Bình đứng dậy cáo từ, rồi đi đến thiên giới để mua sắm. Sau đó mang theo số hàng hóa này trở lại Thánh Cổ Đại Lục. Hiện tại anh đang sai người xây dựng Tam Tư Lục Bộ Cửu Viện, chuyện này tiêu tốn một lượng tiền lớn, hiện tại anh cũng không thể không đi kiếm thêm chút tiền. Sau khi trở lại Đông Đô, anh lập tức phân phát hàng hóa xuống, nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt. Lúc này, Triệu Vân Cơ đến gặp anh, nói, Huyền Bắc, đã một khoảng thời gian em chưa về nhà, em muốn về để gặp mẫu hậu. Ngô Bình cũng không có việc gì làm. Trên thực tế Triệu Vân Cơ đã trở thành người phụ nữ của anh, nên lập tức gật đầu, được, anh đi với em, vừa hay đến nước Tống để đi dạo. Về lý thuyết, nước Tống mới là chính tông, hơn nữa, nước Tống cũng giữ lại rất nhiều tập tục và văn hóa tiền triều. Triệu Vân Cơ vô cùng vui vẻ, nói, thật tốt quá. Mẫu hậu nhìn thấy anh Bắc, nhất định sẽ rất vui mừng. Ngô Bình đã từng gặp Tống Đế, đối phương còn muốn hứa gả Triệu Vân Cơ cho anh. Chỉ là... trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn bận rộn ở thiên giới và Thánh Cổ Đại Lục, dẫn tới chuyện này cứ kéo dài hết lần này đến lần khác. Hiện giờ, Triệu Vân Cơ trở về, anh chuẩn bị hoàn thành chuyện này. Nước Tống, Tiên Kinh. Ngô Bình và Triệu Vân Cơ xuất hiện trực tiếp trên đường lớn phồn hoa. Con phố này, là một trong ba con phố cổ tốt nhất ở Tiên Kinh, gọi là Phố Phu Tử. Phố Phu Tử có lịch sử gần ngàn năm, tuy rằng trải qua vài lần thay đổi, nhưng tổng thể vẫn giữ lại được phong cách cổ xưa. Đường xá ở nơi này không quá rộng, xe ngựa không thể nào đi vào được, chỉ có thể đi bộ. Ngô Bình cảm nhận được sự phồn hoa và mùi pháo hoa ở nơi đây ập vào mặt của mình, không khỏi mỉm cười, đã lâu rồi không đi dạo phố, giống như đã trở về lúc nhỏ. Triệu Vân Cơ cười nói, anh Bắc, trước tiên chúng ta nếm thử mỹ vị ở phố Phu Tử đi, sau đó lại đi gặp mẫu hậu của em. Ngô Bình, Vân Cơ, em gấp như thế. Có phải là có chuyện gì rồi không? Triệu Vân Cơ cười nói, ngày mai là sinh nhật của mẫu hậu em, mỗi năm em đều sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho người. Ngô Bình vừa nghe đến mừng thọ của nhạc mẫu đại nhân, lập tức nói, vậy thì anh cũng phải chuẩn bị một chút. Hoàng hậu thích thứ gì? Triệu Vân Cơ cười nói, phụ nữ ấy à, đương nhiên là thích mãi mãi trẻ tuổi xinh đẹp. Anh Bắc, anh chỉ cần luyện chế một viên đan dược dưỡng nhan loại tốt cho mẫu hậu là được. Ngô Bình cười nói, cái này không cần luyện, anh có sẵn. Đi được một đoạn, cô đưa Ngô Bình đến một cửa hàng điểm tâm của nhà này vô cùng tinh mỹ, với nhiều loại nhân khác nhau, đã truyền thừa được hơn 300 năm. Triệu Vân Cơ đưa một miếng bánh thủy tinh vào miệng của Ngô Bình, miếng bánh vừa vào miệng là tan ra, bên trong vị ngọt mang theo mùi hương của hoa. Ngon, Ngô Bình liên tục gật đầu, để anh mua một ít mang đi, đem về cho người nhà ăn thử. Trong số những người mua điểm tâm, có hai người học sinh trẻ tuổi, có vẻ là sinh viên, bọn họ một bên chọn điểm tâm, một bên nhỏ giọng nói chuyện với nhau.
Đã 10 ngày rồi hoàng đế không thượng triều, chuyện trên triều đình, nghe nói đều do võ tướng định đoạt, chuyện này có vẻ không đúng lắm. Một người nói. Một người khác, nghe nói hoàng đế đã bị võ tướng cầm tù, cũng không biết chuyện này có phải thật hay không. Ây, hy vọng là lời đồn đi, nếu không, nước Tống chắc chắn đại loạn. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, sắc mặt của Triệu Vân Cơ thay đổi, không quan tâm đến chuyện mua điểm tâm nữa, lập tức kéo Ngô Bình chạy đến hướng của hoàng cung. Ngô Bình, Vân Cơ, đừng lo, có anh ở đây, phụ hoàng của em sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Vân Cơ gặp phải chuyện lớn lại có thể giữ được bình tĩnh, nói, con người của võ tướng hành sự cẩn thận, chỉ sợ không đơn giản như trong lời đồn, chắc chắn có nội tình. Anh Bắc, chúng ta đi gặp mẫu hậu trước. Ngô Bình gật đầu, đưa theo Triệu Vân Cơ bay thẳng đến bên trong hoàng cung. Hai người vừa mới bay đến bên trên hoàng cung, đã thấy một quầng sáng màu tím bao trùm lấy cả hoàng cung bên trong nó. Ngô Bình duỗi tay ra, quầng sáng màu tiếp lập tức bị phá vỡ ra một cái lỗ lớn. Hai người nhẹ nhàng rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, lập tức có một đám thị vệ bao vây hai người, những thị vệ này hình như đều không biết Triệu Vân Cơ, tướng quân dẫn đầu lạnh giọng hỏi, lớn mật, dám xông vào hoàng cung. Các người là ai? Đôi mắt đẹp của Triệu Vân Cơ lạnh lùng, nói, ta là công chúa Triệu Vân Cơ, tránh ra. Đám thị vệ này nghe xong, không dao động, vũ khí vẫn chỉ vào hai người, người dẫn đầu kia đánh giá Triệu Vân Cơ, nói, hóa ra là công chúa Điện Hạ. Điện hạ, bây giờ là thời gian không bình thường, mời người ở lại chỗ ở của mình, không cần phải đi ra ngoài. Triệu Vân Cơ giận dữ, làm càn. Bản công chúa muốn đi đâu, một thị vệ như ngươi có thể quản. Thị vệ lạnh lùng nói, nếu như công chúa điện hạ không phối hợp, vậy đừng trách bọn ta vô lễ. Nói rồi, hắn ta đi về phía hai người, chuẩn bị bắt người. Quỳ xuống, Ngô Bình lạnh lùng nói. Chỉ một câu này, những thị vệ đó lập tức quỳ trên mặt đất. Trên mặt từng người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ngô Bình hỏi thị vệ dẫn đầu kia, trong hoàng cung đã xảy ra chuyện gì, hoàng đế ở đâu? Lời anh nói, mang theo một loại ma lực, thị vệ dẫn đầu ngoan ngoãn trả lời, hoàng đế bị võ tướng khống chế, giam lỏng ở ngự thư phòng. Võ tướng muốn làm gì? Ngô Bình lại hỏi. Thị vệ dẫn đầu, tiểu nhân không biết. Ngô Bình không để ý đến hắn ta nữa, lập tức đi cùng với Triệu Vân Cơ đến ngự thư phòng. Lúc cách ngự thư phòng một khoảng, thì nghe thấy ở phía sau có người nói, Vân Cơ công chúa, tốt nhất là người nên trở về đi. Nghe thấy giọng nói này, Triệu Vân Cơ đột nhiên quay đầu lại, lập tức nhìn thấy một người trung niên mặc đạo bào màu tím bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Quốc sư, ông là người của võ tướng. Triệu Vân Cơ tức giận hỏi. Người này chính là quốc sư của nước Tống, Trương Thế Tu, tu vi cao thâm, có được sự tin cậy vô cùng cao của Tống Đế. Trương Thế Tu lạnh lùng nói. Công chúa, võ tướng bị người ta thao túng, làm như thế cũng là vì bất đắc dĩ, không phải là mong muốn của hắn. Ngay cả ta cũng không thể không nghe theo mệnh lệnh của người đó. Triệu Vân Cơ áp chế lửa giận xuống, hỏi, người đứng sau là ai? Quốc sư lắc đầu, ta không thể nói. Bối cảnh của người đó vô cùng mạnh mẽ. Ngô Bình, người có đại năng lực, không được can thiệp vào thế tục. Quốc sư liếc nhìn Ngô Bình một cái, nói, ngài chính là vị công tử Lý Huyền Bắc kia à? Ta khuyên Lý công tử nên đưa theo công chúa rời khỏi nước Tống, đi càng xa thì càng tốt. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, không nhìn thử được người kia có lai lịch như thế nào, tôi sẽ không đi. Quốc sư nhíu mày, Lý công tử, nghe nói thân phận của ngài không đơn giản, là đệ tử của Đại Tông Môn. Nhưng mà cho dù có là như thế, công tử tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của người đó. Ngô Bình cực kỳ không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, người đó là cường giả Tê Thiên Cảnh. Quốc sư sửng sốt, Tê Thiên Cảnh, một tu sĩ cấp bậc như ông ta, thậm chí còn không biết trên đời này có Tê Thiên Cảnh. Ngô Bình tiếp tục hỏi, hoặc là người đó là chuyển thế của Thiên Đế. Quốc sư lập tức nói, nếu như Lý công tử nhất định muốn biết thì ta sẽ tiết lộ một ít. Cha của người kia, là tuyệt nhất luyện đan sư của tiên giới, mẫu thân của người kia, lại còn là một cường giả hỗn độn ngũ trọng. Ngô Bình nghe thấy những lời này thì không khỏi lắc đầu. Một kẻ hỗn độn ngũ trọng, không có gì ghê gớm. Hơn nữa, đệ nhất luyện đan, tuy tôi không dám tự cho mình như thế, nhưng cũng không tin có người có thể vượt qua được tôi. Quốc sư ngây cả người, Lý công tử cũng là luyện đan sư. Ngô Bình, tôi hỏi ông, người đó tên là gì, hắn làm như vậy là có mục đích gì? Triệu Vân Cơ nói, quốc sư, sư tôn của Lý công tử là cường giả Tê Thiên Cảnh. Bây giờ ở nhân tộc,
chỉ có 3 vị cường giả Tê Thiên. Trong lòng quốc sư chấn động mãnh liệt, ông ta lập tức nói, Lý công tử, người đó tên là La Hàn. Cha ruột của hắn ta là bát tử đỉnh luyện đan sư, La Vân Thiên, mẹ của hắn ta là cường giả hỗn độn Mặc Ngọc Đạo Tôn. Ngô Bình lục lại trong trí nhớ một chút, nhưng lại không có ấn tượng gì cả, nếu như là bát tử đỉnh luyện đan sư thì tôi hắn phải nghe qua một chút mới đúng. Quốc sư nói, nghe nói, vị La Vân Thiên kia mới tấn chức cách đây không lâu. Ngô Bình, hắn là như thế, một kẻ bát tử đỉnh đan sư, vậy mà dám tự xưng là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư, da mặt cũng dày thật. Quốc sư không đoán ra được thân phận của Ngô Bình, vì thế tiếp tục nói, La Hàn không chế nước Tống, là muốn mượn sức mạnh của nước Tống, tìm kiếm một món báo bối ở trong quốc cảnh. Nhưng cụ thể là cái gì thì ta cũng không rõ lắm. Ngô Bình, đi gặp Tống đế trước. Quốc sư do dự một lát, sau đó gật đầu thật mạnh, mời theo ta. Mấy người bọn họ nhanh chóng đi đến ngự thư phòng, thủ vệ ở trước cửa nhìn thấy quốc sư dẫn người đến đây, chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói gì cả. Sau khi tiến vào ngự thư phòng, Triệu Vân Cơ lập tức nhìn đó viết thư, từng nét bút vô cùng nghiêm túc, nghe thấy động tĩnh, ông ấy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là bình tĩnh hỏi, tìm ta có chuyện gì? Triệu Vân Cơ vội vàng nói, Phụ Hoàng. Tống đế đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy con gái và Ngô Bình, cuối cùng trên mặt ông ấy cũng lộ ra nụ cười tươi, Vân Cơ, sao lại đứa lại đến đây? Triệu Vân Cơ, vốn dĩ con định trở về chúc thọ mẫu hậu, không ngờ được lại gặp phải loại chuyện này. Phụ Hoàng, người không sao chứ? Tống đế xua xua tay, ta không sao, tuy võ tướng giam lỏng ta, nhưng cũng tính là cung kính với ta. Nói xong, ông ấy nhìn về phía quốc sư vội vàng nói, bệ hạ. Ta đã khuyên công chúa rời đi, nhưng công chúa và Lý công tử đều cự tuyệt. Tống đế thở dài, nói, hai đứa thật sự không nên trở về. Người đó chỉ muốn mượn sức mạnh của nước Tống để làm một chuyện. Sau khi làm xong thì hắn ta cũng sẽ rời đi ngay lập tức. Ngô Bình, nếu như tôi đã biết, thì sẽ không chấp nhận hắn ta dương oai. Nói xong, anh vung tay lên, cấm chế xung quanh ngự thư phòng lần lượt nổ mạnh, từng làn sóng xung kích cực lớn khuếch tán đến bốn phương tám hướng. Rất nhanh đã kinh động đến cao thủ ở xung quanh. Chỉ trong thời gian mấy phút, bốn gã cao thủ đạo cảnh đã đến hiện trường. Quỳ xuống, Ngô Bình lạnh lùng nói. Anh chỉ nói một câu thôi, bốn vị cường giả đạo cảnh ngũ trọng đều lần lượt quỳ rạp xuống đất. Ngô Bình hỏi quốc sư, cái tên La Hàn kia ở chỗ nào? Quốc sư, võ tướng đi cùng với bọn họ, đi tìm món bảo bối kia. Ngô Bình, đưa tôi đi. Ở biên cảnh phía tây nam của nước Tống. Trong một thung lũng dài, võ tướng chỉ huy 30 vạn danh sĩ binh, song bước đi từ bên này sang phía bên kia của thung lũng, bọn họ đều cúi đầu, như thể đang tìm kiếm thứ gì. Ngô Bình và quốc sư đi đến cách đó không xa, hai người dừng ở bên trong một bụi cỏ. Ngô Bình nhìn thoáng qua, hỏi, bọn họ tìm đồ ở đó. Quốc sư gật đầu, chắc là thế. Sau đó ông ta chỉ vào mấy người ở bên ngoài, trong đó có một người mặc trường bào màu trắng, mặt như quan ngọc. Người đó chính là La Hàn, quốc sư nói. Bỗng nhiên, trong mấy chục vạn binh lính, có một người hưng phấn giơ tay phải lên, tay trái của hắn ta còn đang cầm một thứ. La Hàn lập tức chạy vọt đến, đưa tay nhận lấy món đồ. Trong tay của người lính, hai mắt sáng lên, hắn ta nói lớn, khen thưởng hắn 1 tỷ. Võ tướng lập tức nói, khen thưởng 1 tỷ, các ngươi đều tìm cho cẩn thận, nhất định không được bỏ lỡ cơ hội phát đạt. Ngô Bình lập tức biến mất. Trong nháy mắt đi đến bên cạnh La Hàn, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay hắn ta. Đó là một cái xương ngón tay của nhân loại, trong suốt như ngọc, phát ra một hơi thở không biết tên. Ngô Bình đột nhiên hỏi, đây là bảo bối mà ngươi muốn tìm. La Hàn đột nhiên xoay người, sau đó lập tức nhìn thấy Ngô Bình, hắn ta lạnh giọng, hỏi, ngươi là ai? Đồng thời, khí tức của cường giả hỗn độn xuất hiện, một nữ tu trẻ tuổi đứng ở trước mặt Ngô Bình, người này chính là mẹ của La Hàn. Mặc Ngọc Đạo Tôn. Mặc Ngọc Đạo Tôn mặc một cái đạo bào màu đen, bà ta rất xinh đẹp, là một đại mỹ nữ, chỉ là đôi mắt lại lạnh băng. Ngô Bình, đừng căng thẳng, chỉ là tôi tò mò mà thôi. Mặc Ngọc Đạo Tôn nói, ngươi là ai của Nguyên Thủy Thiên Tôn? Ngô Bình, Vô Thủy Thiên Tôn là sư tôn của ta. Sắc mặt Mặc Ngọc Đạo Tôn có hơi khó coi, bây giờ Vô Thủy Thiên Tôn là cường giả Tê Thiên Cảnh, không phải là người mà bà ta có thể trêu chọc. La Hàn muốn cất xương ngón tay đi, lại bị Ngô Bình đoạt lấy, anh cầm cái xương ngón tay giữa này quan sát trong tay, lẩm bẩm nói, trên cái xương ngón tay này,
có một loại khí thức không thuộc về thời đại này. Đây là xương ngón tay của cường giả kỷ nguyên. Thấy không thể gạt được, Mạc Ngọc Đạo Tôn thầm than một tiếng, nói, Lý công tử đoán không sai, đây là xương ngón tay của cường giả kỷ nguyên. Tôi hy vọng có thể tìm hiểu được một số thứ từ nó. Có phải không, đối với lời nói của bà ta, Ngô Bình không hề tin một chữ, vậy thì các người cần gì phải không chê hoàng đế nước Tống. Lấy thân phận của các người, chỉ cần đưa ra yêu cầu, Tống đế nhất định sẽ phối hợp toàn lực. Trong ánh mắt của La Hàn, vẫn luôn lập lòe hung quan, hắn ta đột nhiên nhấc tay lên, một luồng ánh sáng màu đen phun ra, trong. Nháy mắt bao vây lấy Ngô Bình. Mạc Ngọc Đạo Tôn kinh hãi, Hàn Nhi, không được. Ánh sáng màu đen rọi lên cơ thể Ngô Bình, lập tức hóa thành ngọn lửa màu đen. La Hàn nhìn Ngô Bình bị ngọn lửa màu đen bao bọc mà cười mỉa mai, ngọn lửa này là cửu u ma diễm, dù cường giả hỗn độn cũng không chịu nổi đâu. Là sao? Ngô Bình hỏi một cách rất bình tĩnh, sau đó ngọn lửa đen quanh cơ thể của anh đã bị dập tắt mà anh chẳng bị tổn thương chút nào. La Hàn ngạc nhiên và sợ hãi nói, ngươi không sao. Ngô Bình xua tay, lập tức La Hàn bị một luồng sức mạnh đánh quăng ra làm đứt gân và gãy xương. Hắn ta phun ra một ngụm máu tiên, thiếu điều mất xỉu tại chỗ. Cấm làm tổn thương con trai tai Mạc Ngọc Đạo Tôn chỉ một ngón tay vào Ngô Bình, một lồng sát khí bay đến. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Ngô Bình. Ánh sáng kiếm lập lòe bắn ra 3.000 ánh sáng kiếm lao thẳng đến Mạc Ngọc Đạo Tôn. Chúng không chỉ mang đãi sát khí, mà còn muốn bao vây Mạc Ngọc Đạo Tôn lại. Tia sáng kiếm kết thành sát trận, nó là chiêu thức rất ghê gớm của Kiểm Đạo Vương tọa, trận pháp sử dụng cấm kỵ lực đủ để giết cường giả hỗn độn thất cảnh. La Hàn thấy mẫu thân mình bị giam giữ lập tức sợ hãi nói, đừng gây hại đến nương của ta sẽ nói cho ngươi biết hết. Ngô Bình nhìn hắn ta nói, tốt nhất, ngươi nên nói thật. La Hàn thở dài nói, chủ nhân của đoạn xương ngón tay vừa rồi chính là cổ hoàng kỷ nguyên của nhân tộc, trong cơ thể người này có ấn ký được nhân tộc truyền thừa lại. Nhưng nếu ngài muốn hấp thụ những ấn ký này, chắc chắn phải lấy khí thức của hoàng giả nhân dân, nên ta mới kiểm soát Tống Hoàng muốn nhờ cơ thể của anh ta giải mã ấn ký của cổ hoàng. Ngô Bình, sao ngươi biết chỗ nào có xương ngón tay của cổ hoàng? La Hàn giải thích, khoảng 1.500 năm trước. Cổ hoàng phá vỡ sự ràng buộc chắc chắn của kỷ nguyên và vượt qua ngân hà đến đây. Nhưng cơ thể của ngài đã chia ra rất nhiều bộ phận, rồi rơi xuống gần đây. Ta nhờ việc nghiên cứu các sách sử của các nước và kết hợp với tài liệu lịch sử kỷ nguyên. Trước đó mà đoán ra được. Ngươi có tài liệu lịch sử của kỷ nguyên trước sao? Những thứ của kỷ nguyên trước rất khó giữ và bảo tồn lại, nhưng còn có vài thứ bền đến bất ngờ. Ngươi tìm được bao nhiêu tàn cốt rồi? La Hàn. Hiện tại ta đã tìm được 90 bố đoạn, nhưng vẫn chưa hết. Ngươi muốn dựa vào một ít các di cốt của cổ, hoàng, mà tìm ra ấn ký truyền thừa của cổ hoàng sao? La Hàn, đúng thế. Nếu ta tìm được ấn ký của cổ hoàng, thì sẽ có cơ hội lấy được truyền thừa cổ hoàng. Ngô Bình, loại người như ngươi mà đi tìm pháp đúng quả đần. Dứt lời, anh lấy ra xương ngón tay rồi đọc lên một đoạn Phật môn chú, ngay sau đó xương ngón tay bắt. Đầu sáng lên. Sau một phút, một vài khu vực từ phương xa tỏa sáng, chúng đều là tàn cốt của cổ hoàng. Có cái chôn dưới mặt đất, có cái rơi ở một góc tối. Hiện tại, vị trí của chúng đã lộ hết rồi. Lúc này, Ngô Bình bay lên tìm kiếm những đoạn xương của cổ hoàng, chỉ thoát cái đã thu thập đủ toàn bộ phận. Sau đó, anh bảo La Hàn giao ra bộ sưu tập cốt hoàng của hắn ta. Hắn ta lấy các cốt hoàng mà mình đã đối cả mạng để thu thập ra, cuối cùng ghép thành một khung xương người. Trong khung xương này cao hơn 2 thước, 2 vai rất rộng, cũng đoán được cổ hoàng này là một người rất cao lớn và uy lực. La Hàn thấy khung xương này đã thốt lên, cuối cùng sau bao lâu vất cả, chúng ta đã bị ngươi lấy hết rồi. Ngô Bình nói, dù các ngươi tìm ra khung xương này đi chăng nữa cũng chẳng tác dụng gì, hoàng khí của hoàng đế trong thế gian này không thể kích hoạt được ấn ký. La Hán giật mình hỏi lại, chẳng lẽ ngươi có cách khác? Ngô Bình cười nói, hoàng đế thế gian này không làm được. Thì chắc Trần Thánh Hoàng có thể làm được. Dứt lời anh thu kiếm trận lại, Mạc Ngọc Đạo Tôn lập tức đỡ La Hán dậy nói, cốt hoàng sẽ thuộc về Ngô công tử, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Ngô Bình nói, các ngươi phát hiện ra hoàng cốt, ta không thể lấy không thế được. Từ nay các ngươi gặp phải phiền phức gì cứ đến tìm ta, chỉ căn việc đó ta có thể làm thì sẽ không từ chối. Mạc Ngọc Đạo Tôn ôm quyền nói, đa tạ. Ngô Bình hút cốt hoàng cất đi, rồi quay vẽ hoàng cung. Lúc này hoàng cung đã khôi phục lại trật tự, võ tướng đã bị cách chức.
Tống đế triệu kiến quần thần rồi nói rõ sự việc, rồi tuyên bố ngày kết hôn của Ngô Bình và Triệu Vân Cơ. Sau 7 ngày, hai người sẽ hành đại hôn. Ngày hôm sau, Ngô Bình với Triệu Vân Cơ cùng đến chúc thọ hoàng hậu. Ngô Bình đưa một lọ đan dược giúp dung nhan của hoàng hậu xinh đẹp mãi mãi. Hoàng hậu thấy thế mừng rỡ, càng yêu mến con rể hơn. Sau thọ yến của hoàng hậu, Triệu Vân Cơ để lại chuẩn bị cho hôn lễ mà Ngô Bình quay vẽ thánh cổ đại lục để tìm Tử Thanh Thánh Hoàng. Lúc Tử Thanh Thánh Hoàng nhìn thấy cốt hoàng lập tức ngạc nhiên nói, nó là xương của cổ hoàng, thậm chí bên trong có ấn ký truyền thừa nữa á. Dứt lời nàng phun ra một ngọn lửa, cốt hoàng lập tức nóng chảy tạo thành một chất dịch sáng lấp lánh và bên trong có mấy trăm vạn ấn ký nhỏ li ti và dày đặc. Bàn tay trắng nõn của Tử Thanh Thánh Hoàng vung lên, những ấn ký đó lập tức tạo thành một chuỗi gen dài, nàng quan sát một lúc rồi cảm thán, cổ hoàng kỳ nguyên trước đúng là người rất mạnh, chiêu thức cũng vượt xa tá. Ngô Bình hỏi, chúng có tác dụng gì cho tỷ tỷ không? Tử Thanh Thánh Hoàng gật đầu, ta sẽ giải mã chúng. Có nó rồi, ta có thể đột phá lên Thánh Hoàng tam cảnh và tứ cảnh dễ dàng. Sau đó nàng lại vung tay ngọc lên, một đoạn gen lập tức tách ra đánh vào cơ thể của Ngô Bình. Ngô Bình ngạc nhiên mở to mắt hỏi, tỷ tỷ làm gì thế? Tử Thanh Thánh Hoàng cười nói, đoạn này truyền thừa cho nam tử, nên ta không dùng được, cho đệ đệ dùng vậy. Dứt lời Ngô Bình cũng cảm giác được một luồng khí tức bản ra, cơ thể anh từ từ mạnh mẽ hơn. Lúc này anh ngồi xếp bằng, nhận ra rõ sự biến đổi trên cơ thể. Sau 3 ngày, Tử Thanh Thánh Hoàng thỏa mãn gật đầu nói, đệ đệ có thể đột phá Thánh Vương rồi. Thánh Vương được xưng là Chúa Tể, Vương giả trong Thánh Nhân, có thể làm Chúa Tể một phương và chống lại Thượng Thần. Thánh Vương không chỉ có sức mạnh mà có thể nghịch chuyển thiên đạo, còn có thể khắc truyền thừa vào gen. Nên con cháu của Thánh Vương cùng rất dễ dàng trở thành Thánh Vương, nếu không được cũng sẽ trở thành Đại Thánh. Nhưng dù là nghịch chuyển thiên đạo, cũng bị thiên đạo chèn ép, vậy nên Chúa Tế không sống lâu trước đây, Ngô Bình luyện cấm thiên đan nên có thể làm chậm lại sức chèn ép. Ngô Bình, Thánh Vương cũng bị thiên đạo chèn ép hả tỷ tỷ? Tử Thanh Thánh Hoàng giải thích, trừ khi đệ có lực lượng của Thánh Hoàng khác, mà chí cao cấm kỵ, của đệ cũng có thể làm được đấy. Ngô Bình bật cười nói. Vậy để ta thử xem sao. Nói xong, lực lượng quanh cơ thể anh rơi xuống, chí cao cấm kỵ và vô thượng đạo anh quay về đan điền và biến thành thánh anh. Trong cơ thể của thánh anh xuất hiện một lưỡng năng lượng mạnh mẽ, nguồn sức mạnh này có thể nghịch chuyển thiên đạo và có uy lực cao đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Ngay tức thì có một áp lực từ thiên đạo đè xuống làm Ngô Bình thấy vô cùng khó chịu. Nhưng ngay sau đó, luồng truyền thừa của thánh hoàng lập tức phá tan áp lực đó giúp anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Rồi biến áp lực thành ngoại lực rèn luyện cho cơ thể. Đồng thời, sức mạnh chí cao cấm kỵ cũng bản ra đấu với sự chèn ép của thiên đạo. Sau đó Thánh Vương kiếp rơi xuống, Ngô Bình lập tức bay lên trời để độ kiếp. Thánh Vương kiếp của Ngô Bình mạnh hơn gấp 10 lần với vài vị chúa tể đã vượt qua kiếp trước đây rất rõ ràng, một tia sét đánh xuống có thể dễ dàng đánh chết một chúa tể. Nhưng Ngô Bình đã vượt qua kiếp mạnh hơn anh rất nhiều lần rồi, nên khi đối diện với tia sét này dù da thịt bong chóc, thì anh cũng chẳng nhíu mày xíu nào. Khi mây điện tan ra, cơ thể Ngô Bình nhanh chóng quay lại lúc ban đầu và anh đã bước vào chúa tể cảnh. Từ đó, anh lại dùng vài ngày để củng cố tu vi của mình. Đến ngày đại hôn với Triệu Vân Cơ, anh lập tức quay về thế tục giới. Lúc này tại nước Tống, nhà nào cũng treo đèn kết hoa chúc mừng cho đại hôn của công chúa và cầu mong đất nước an khang, thịnh vượng. Nước Tống đã tuyên bố Ngô Bình với cái tên là Lý Huyền Bắc với bên ngoài. Đồng thời cũng không nói kỹ, Ngô Bình xuất thân và lai. Lịch ra sao, cho nên, người trong nước Tống cũng không biết Lý Huyền Bắc là ai. Ngô Bình vừa đến đã được yêu cầu thay đồ cưới đỏ, tiếp đó anh cưỡi một con ngựa chạy một vòng quanh Hoàng Cung. Sau lưng anh còn có đội nhạc cổ, thổi sáo, đánh trống làm ồn ào cả một góc khiến dân chúng trên đường đi đều đến xem. Lúc đoàn người vừa rời khỏi cửa đông lập tức thấy một vị võ tướng cơ thể cao lớn cầm một thanh đao trong tay, uy phong lẫm liệt. Hắn ta chỉ vào Ngô Bình và lạnh lùng nói, người muốn lấy công chúa, phải vượt qua bổn tướng trước đã. Ngô Bình bất ngờ khi nhìn thấy tướng quân đứng chắn đường mình. Người muốn làm phò mã ở nước Tống cũng chẳng dễ dàng gì, suốt quãng đường đến rước dâu phải vượt qua ba cửa. Người đánh ba cửa, là phải chấp nhận lời khiêu chiến của ba người, vượt qua được mới có tư cách cưới công chúa làm thê tử. Nhưng thời gian trôi qua, chuyện đánh ba cửa cũng đã biến thành một chương trình biểu diễn. Loại biểu diễn này thể hiện nghi thức, nên hai người cũng không phải là đánh thật. Lúc này trên tầng lầu của quán trà, có
có hai nam một nữ mặc khác với người nước Tống đang ngồi đó. Một tên nam tử trong hai người mặc áo xanh dài, môi hồng răng trắng, gương mặt rất tuấn tú và nho nhã mỉm cười nói, người đó muốn khiêu chiến phỏ mã sao? Một tên nam tử mặc áo trắng cười trả lời, nó chỉ là phong tục của nước Tống thôi, họ không đánh thật đâu. Nam tử áo xanh cười nói, không đánh thật là sao? Hắn ta nói xong lại chỉ một ngón tay vào tướng quân đang căm đao, một luồng khí trắng rót vào trong đầu của người tướng quân nọ. Người mặc đồ trắng cười trừ nói, Lô huynh đã nhập hóa thân ngoại thân đánh nhau giỏi nhất của mình vào người ta, thì đừng đánh chết phỏ mã đới. Người mặc đồ xanh cười nói, đánh chết mới thú vị. Lúc hai người này nói chuyện, ngựa của Ngô Bình đã cách người tướng quân kia chừng 10 bước. Anh nhảy xuống ngựa, nói với tướng quân kia, tránh đường. Tướng quân trừng lớn hai mắt, lập tức vung đao bổ xuống không nói một lời. Ngay khi đối phương vừa ra tay, Ngô Bình đã thấy có gì đó sai sai bởi vì anh cảm nhận được một loại pháp lực rất mạnh mẽ bao lên thanh đao kia. Đôi mắt của anh xẹt qua ánh sáng lạnh, lập tức rút kiếm ra. Tia sáng của kiếm lập tức lập lòe, cơ thể của tướng quân kia lập tức bị kiếm chém trúng vài nhát. Tia sáng từ kiếm của anh nhập vào cơ thể của tướng quân, mà gương mặt của người áo xanh ngồi trên lầu quán trà cũng thay đổi vội vàng rút hóa thân của mình về. Nhưng hắn ta chậm rồi, hóa thân của hắn ta trúng kiếm lập tức vỡ vụn. Người áo xanh phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì hóa thân giống như nửa mạng của hắn ta. Mà hắn ta lại khổ cực lắm mới luyện ra hóa thân này, ấy thế mà bị giết chỉ bằng một nhát chém của người ta. Trên cơ thể tướng quân có vào lỗ máu, hắn ta lập tức tỉnh táo lại mà cũng may không bị thương nặng. Hắn ta vội vàng quỳ xuống đất, nhận tội. Ngô Bình bình tĩnh nói, ngươi về trị thương đi sau đó, anh lại lên ngựa và tiếp tục đi thẳng về trước. Nam tử ngồi trên lầu của quán trà vừa giận vừa sợ nói, lai lịch của người này thế nào, sao có thể chém chết hóa thân của ta chỉ bằng một nhát như thế, chút dù là cao thủ hỗn độn cảnh cũng khó làm được chuyện này. Nam tử áo trắng cười trừ nói, xem ra Lô huynh chọc vào ổ kiến lửa rồi. Nam tử áo xanh cười lạnh nói, hẳn dám chém hóa thân của ta, sao ta tha cho hắn được đây. Hân ta nói xong lập tức lấy ra một lá bùa hình người màu vàng. Người áo trắng thấy lá bùa lập tức ngạc nhiên, thốt lên, chiến thần phù. Lô huynh muốn làm gì? Nam tử áo xanh nói, người thường có lá chiến thần phù này, cũng có được sức mạnh của hỗn độn thấy cảnh. Ta muốn xem, hẳn có thể chống đỡ nổi không? Người áo trắng vội vàng khuyên, Lô huynh không thể trở mặt như vậy được. Ta thấy lai lịch người này không bình thường đâu, lỡ như hắn có thế lực lớn chống lưng, hay là... Nam tử áo xanh cười mỉa mai, ta nhịn cục tức này không được. Người áo trắng lắc đầu, không khuyên nổi nữa. Không bao lâu sau, Ngô Bình đã gặp người chắn đường thứ hai. Người này có một người vạm vỡ có khuôn mặt đen, bàn tay trần đứng cách anh khá gần. Ngô Bình chưa đến gần đã có một lá bùa bay đến rơi vào trên cơ thể của người vạm vỡ mặt đen kia. Ngay lập tức, xung quanh cơ thể của người vạm vỡ mặt đen bản ra một lưỡng khí tức vô cùng đáng sợ. Hai mắt của hắn ta cũng bản ra ngọn lửa màu xanh. Ngô Bình nhíu mày rồi liếc về hướng xa xa, cười khinh và bay lên trời. Nam tử mặt đen lại lập tức đuổi theo, trong không trung vang lên tiếng nổ ầm ầm, chứng minh đang xảy ra một trận chiến rất mãnh liệt. Ba người đứng ở phía trước cửa sổ của quán trà, nhìn chăm chú lên không trung. Một lúc có một ngóng người rơi từ trên trời xuống, mà người đó không ai khác chính là nam tử mặt đen kia, cơ thể hắn ta bốc lên một làn khói đen dày. Ống tay áo rách nát, sức mạnh của bùa cũng đang tan đi. Sau đó Ngô Bình từ từ hạ xuống như thiên thần hạ phàm, ngay lập tức anh xuất hiện ở bên ngoài quán trà nhìn chăm chú vào mấy người kia. Nam tử áo trắng vội vàng ôm quyền nói, chiêu thức của vị đạo hữu này rất ghê gớm, tại hạ bội phục. Tại hạ tự giới thiệu, ta tên là Bảo Kiếm Anh. Ai mới vừa ra tay? Ngô Bình bình tĩnh hỏi. Nam tử áo xanh nghiêng mặt đi nói, ta đấy. Một lưỡng sức mạnh đánh úp lại, nam tử áo xanh lập tức bị một trưởng khổng lồ ép chặt trên mặt đất phun ra máu tươi, sợ hãi nói, ngươi dám động đến tại. Răng rắc, bàn tay khổng lồ ấn một chút, lập tức làm gãy nửa xương trên toàn cơ thể của hắn ta. Nam tử kia kêu lên thảm thiết, Bảo Kiếm Anh vội vàng khuyên, xin đạo hữu bớt giận. Lộ đạo hữu này là công tử của Lô Thiên Quân trên thiên đình đấy. Lô Thiên Quân, Ngô Bình chưa nghe nói đến. Lại hỏi, Thiên Quân là chức quan à? Bảo Kiếm Anh nói, đúng vậy, thiên đình sắc phong 10 đại thiên quân, họ đều là cường giả hỗn độn thập trọng. Ngô Bình đi đến nhìn chăm chú vào Lô Công Tử kia hỏi, người muốn chết hay sống? Lô Công Tử trừng anh nói, người dám động vào.
Một đầu ngón tay của ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Răng rắc. Ngô Bình giẫm mạnh lên chân trái của hắn ta, bình thản nói, ngươi nói gì cơ, ta nghe không rõ. Lô công tử kêu lên thảm thiết, nhưng không dám cứng mồm nữa. Ngô Bình lại nói, ngươi không muốn chết phải bồi thường một khoản tiền cho ta, trong ngày thành hôn của ta ngươi dám lợi dụng ồn ào mà phá đám. Ngươi phải trả một cái giá đắt. Lô công tử ngẩn người tự hỏi, bồi thường. Ngô Bình, cha ngươi là thiên quân chắc có nhiều tiền lắm hé. Vậy bồi thường cho ta 1.000 ức kho phiếu đĩ. Lô công tử ngạc nhiên thầm nghĩ, 1.000 ức kho phiếu là cướp à? Hắn ta lập tức nói, ta không có nhiều kho phiếu như thế. Ngô Bình nhíu mày, không có thì chết đi. Dứt lời, anh định giết hắn ta. Nhưng bảo kiếm anh vội vàng nói, ta có, ta trả thay cho hắn tai. Ngô Bình tò mò nhìn bảo kiếm anh hỏi, người muốn trả thay hắn à? Bảo kiếm anh gật đầu, đúng rồi, ta trả. Hắn ta nói xong cũng lấy ra túi chỉ liếc qua rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình mở ra kiểm tra, bên trong có một ít đại đạo tệ với con số khác nhau và một đống kho phiếu. Anh lấy tiền ra nhìn xíu đã phát hiện trên có khí tức của hỗn độn, xem ra tiền này do cường giả hỗn độn luyện thành. Bảo kiếm anh nói, bên trong đó, có 40 tỷ đạo tôn tệ. Trên thị trường bây giờ, một đồng đạo tôn tệ có thể đổi 5.000 đại đạo tệ. Ngoài ra, còn có 605 tỷ kho phiếu. Ngô Bình gật gù rồi nói với Lô công tử, còn thiếu chút nữa, ngươi thêm vào đi. Lô công tử đành lấy tiền túi của mình ra, Ngô Bình cầm lấy kiểm tra cũng hơn 30 tỷ kho phiếu và hơn 10 tỷ đạo tôn tệ. Được rồi, đủ, sau đó, anh rút bàn tay khổng lồ về rồi xoay người rồi đi, tiếp tục cưỡi ngựa vòng quanh hoàng cung. Ngô Bình đi rồi, Lô công tử tức giận đấm xuống đất, sàn nhà bị hẳn ta đánh nát bấy. Bảo kiểm anh thở dài, ta khuyên Lô huynh đừng trêu vào tên đó. Giờ hay rồi đấy, chúng ta đã thành ăn mày hết rồi. Lô công tử nhíu mày, chúng ta cần gì phải sợ hắn chứ kiếm anh huynh. Bảo kiếm anh giải thích, mục đích của chúng ta đến nước Tống là tìm kiếm vị trí của Đào Sơn, không cần làm mọi chuyện phức tạp lên là được rồi. Lô công tử im lặng một lúc lại nói, tạm thời cứ để chuyện này như vậy, nhưng ta sẽ không tha cho hắn đâu. Ngô Bình cưỡi ngựa vòng quanh hoàng cung một vòng rồi đến đón Doãn Tuyết Cơ, ngồi lên kiệu vào phủ phò mã. Phủ phò mã được xây dựng rất to lớn, trong phủ chỉ có hơn 1.000 người hầu và nha hoàn. Tất cả vật dụng đều là đồ tốt nhất ở nhân gian, vô cùng đắt đồ và xa hoa. Sau đó phủ phò mã mở tiệc, người tham gia đều là đại thần quan trọng và người hoàng gia. Lúc tiệc rượu kết thúc thì trời cũng đã tối, Ngô Bình với Triệu Vân Cơ vào động phòng rồi đến chào Chu Công. Ngày hôm sau, Triệu Vân Cơ lười nhác không muốn rời giường. Ngô Bình lại đã vào phòng luyện đan vào sáng sớm, anh vừa luyện xong một lò đan lại giật mình cảm nhận có một nhóm khí tức hoàng đạo từ hướng đông bắc truyền đến. Chẳng lẽ Đào Sơn đã xuất hiện? Nghĩ đến đây, anh lập tức bay đến đông bắc xem cuối cùng nó là thứ gì. Ngô Bình bay hơn 1.000 dặm đã đến biên giới giữa hai nước Tống và Hạ, đập vào mắt anh là một ngọn núi cỡ trung bình, giữa không trung cỏ huyền phù và một luồng khí màu vàng luôn bắn ra từ trên núi. Ngô Bình vừa nhìn thấy những khí tức này, ánh mắt lập tức phát sáng. Anh biết, nơi này là Đào Sơn. Nhưng lúc này cũng có hai bóng người xuất hiện ở trong bóng râm dưới núi, người đó chẳng ai xa lạ là ba người Bảo Kiếm Anh và Lô Công Tử. Họ cũng thấy Ngô Bình, Lô Công Tử tức giận nói, sao hắn cũng đến đây? Bảo Kiếm Anh thở dài, hân đã đến đây cũng xem như cơ duyên của tất cả chúng ta rồi. Nhưng lúc này Ngô Bình đột ngột bay về Đào Sơn, Lô Công Tử thấy thế lập tức cười mỉa mai, hắn muốn chết rồi. Cấm chế trên Đào Sơn đủ nấu chết một đạo tôn, hẳn lao vào đó chắc chắn sẽ chết. Ngô Bình đến gần Đào Sơn đã thuận tay lấy ra bùa hộ mệnh do Tử Thanh Thánh Hoàng luyện chế, lúc này từ trong Đào Sơn bay ra một lưỡng sát khí đánh thẳng vào cơ thể Ngô Bình. Nhưng bùa hộ mệnh lại phát ra ánh sáng thần thánh chói lóa, sát khí kia đần nát bấy. Ngô Bình theo nơi bắn ra sát khí mà hạ xuống Đào Sơn. Lô công tử với Bảo Kiếm Anh giật mình, không ngờ anh lại vào được. Đào Sơn là do Cố Thánh Hoàng đế lại, Ngô Bình rất muốn biết sốt cuộc vị cổ Thánh Hoàng này là ai, có phải là một trong hai vị Thánh Hoàng trên Thánh Cổ Đại Lục không? Hay là Thánh Hoàng sinh ra từ thiên giới? Ngô Bình đến Đào Sơn, có một cánh cửa màu vàng xuất hiện trước mặt anh, nó bần ra Thánh Uy rất lẫm liệt. Nhưng Thánh Uy này không chèn ép anh, ngược lại khiến anh cảm giác rất thân quen. Anh vào cửa chính đã thấy một cố quan tài màu vàng. Quan tài này đang mở nắp. Trong đó là một nam tử với uy thế Thánh Hoàng mạnh mẽ liên tục bắn ra. Ngõ Bình đến bên cạnh quan tài, mới phát hiện người nam này đã chết.
mà trong quan tài có 9 ký hiệu màu vàng, mỗi một ký hiệu đều mang khí tức ngang hoặc hơn cả Tử Thanh Thánh Hoàng. Nó là bổn mạng hoàng cấm, Ngô Bình hít một hơi lạnh. Anh từng nghe Tử Thanh kế rằng Thánh Hoàng có thể lấy tu vi của mình luyện ra bổn mạng hoàng cấm, mà cái này có thể khiến cho chủ nhân làm thịt cấp tu sĩ, sau đó thăng chức trở thành Thánh Hoàng. Đương nhiên, thăng chức như thế cũng không vĩnh hằng, mà chỉ có thể giữ liên tục chừng một năm. Nhưng trong bổ mạng hoàng cấm có chứa kinh nghiệm và trí tuệ của Thánh Hoàng, giúp cho chúa tế nhanh chóng thăng chức Thánh Hoàng. Đồng thời, vị Thánh Hoàng ngưng tụ bốn mạng hoàng cấm sẽ mất đi tính mạng của mình, có thể nói hy sinh bản thân để giúp người khác giành được thành quả. Thánh Hoàng có tứ trọng cảnh giới, mỗi trọng cảnh giới có được tam trọng hoàng cấm. Cổ Thánh Hoàng này có 9 hoàng cấm, chứng minh tu vi của ông ta đã đạt đến Thánh Hoàng tam cảnh đỉnh phong rồi. Ngô Bình thật sự phải kính nể sự uy nghiêm của vị cổ Thánh Hoàng này, anh cúi đầu thật thấp bái ba bái với cổ quan tài. Sau khi bái ba bái, anh lập tức vui mừng lấy 9 hoàng cấm. Anh biết rõ những người đến trước mình cũng chưa từng vào được Đào Sơn, họ chỉ có thể ở gần Đào Sơn để hấp thụ một ít hoàng khí thôi. Ngô Bình lấy 9 bốn mạng hoàng cấm lại phát hiện, đáy quan tài có một miếng ngọc. Anh cầm miếng ngọc lên truyền sức mạnh vào nó, lập tức miếng ngọc bay ra một vùng thánh quang rồi hóa thành chữ thiên văn, nội dung giới thiệu sơ lược về xuất thân của cổ Thánh Hoàng. Vị Thánh Hoàng này cùng vượt qua thánh môn, theo tu sĩ đến thánh cổ đại lục. Trước khi ông ta đến đây, nhân tộc vẫn chưa sinh ra Thánh Hoàng nhưng thiên phú của ông ta khác người nên đã có thể thăng chức thành Thánh Hoàng ở đây và cũng tu luyện thẳng đến Thánh Hoàng tam cảnh. Sau này người đời xưng ông ta là Hãng Thiên Thánh Hoàng. Đáng tiếc, tuy ông ta là Thánh Hoàng nhưng không thể nào quay lại Thánh Cổ Đại Lục và cuối cùng trong cuộc chiến Nhất Đang và Hoang Thần. Ông ta chèn ép Thôi Hoang Thần, cũng bị trọng thương. Trong nội dung có giải thích, Hoang Thần là do thực. Lực của Hoang và thần tộc kết hợp với nhau nên rất mạnh, đến ngay cả các sinh linh hỗn độn cũng không đánh lại được. May mắn thay họ được ông ta đến giúp đỡ và dẹp yên kịp thời mới không gây ra vụ phá hủy lớn. Sau khi vị Hằng Thiên Thánh Hoàng này bị thương, đã dùng tu vi của mình luyện thành bổn mạnh hoàng cấm để lại cho người đời sau. Bởi vì ông ta biết hoang thần đã bị phong ấn kia sẽ có ngày trốn thoát, và lại ông ta cũng nghĩ sẽ còn có rất nhiều hoang thân trên đời này mà mình chưa gặp nên sử dụng hoàng cấm giúp đỡ cho người đời sau nhanh chóng đột phá, sinh ra được nhóm Thánh Hoàng mới. Ngô Bình đọc hết nội dung trên miếng ngọc, lại càng bội phục và tôn kính ông ta hơn. Anh lại bái ba bái với ông ta tồi nói. Tiền bối trên trời có linh thiên xin hãy yên tâm, văn bổi sẽ kế thừa ý chí của ngài và không làm nhục sứ mệnh. Hình như cả Đào Sơn nghe được giọng nói của Ngô Bình, mà vui mừng rung lên. Sau đó hàng tỷ thánh quang thoát khỏi Đào Sơn, trong khi Đào Sơn dần sụp đổ thì thánh quang hóa thành một thanh giản màu vàng rơi vào tay của anh. Thứ này là binh khí Hằng Thiên Giản của Hằng Thiên Thánh Hoàng, sát khí trước đây tấn công Ngô Bình do nó bản ra. Khi nó vừa thoát khỏi Đào Sơn, thì Đào Sơn sẽ sụp đổ và tan biến. Trong bụi mù mịt, Ngô Bình từ từ đi ra với tay đang cầm kim giản, thánh quang vờn quanh cơ thể anh như vua hạ phàm. Hắn cầm gì thế? Giọng nói của Lô Công Tử rung lên, nhìn chăm chú vào Hãng Thiên Giản. Bảo kiếm anh lấm bấm nói, cái đó là binh khí của Thánh Hoàng, hắn đã lấy được truyền thừa của cố Thánh Hoàng rồi sao? Ngô Bình cất Hằng Thiên Giản đi rồi đạp một bước đã đứng trước ba người đó, bình tĩnh nói, Đào Sơn đã không còn, các ngươi về đi. Lô Công Tử bất ngờ ngây ra một lúc lại cúi đầu thật hấp với Ngô Bình, công tử đã lấy được truyền thừa của cổ Thánh Hoàng rồi à? Ngô Bình nói thẳng, đúng vậy, các ngươi không thể nhận được truyền thừa của Thánh Hoàng đâu. Lô Công Tử thở dài nói, thiên phú của công tử đúng là khiến người khác bất ngờ, tiểu đệ bội phục. Nhưng lần này chúng ta nhận được lệnh của vua đến làm vi. Ngô Bình, ngươi cứ bấm báo lại tường tận là được. Lô Công Tử vội vàng nói, vâng, đa tạ công tử. Ngô Bình không cần nói nhiều, tồi bay vút lên không trung mất dạng. Ánh mắt của Bảo Kiếm anh lập tức bối rối khi nhìn thấy anh đã đi xa, vội nói, chẳng lẽ hắn ta không muốn trở thành Thánh Hoàng, khi tìm được truyền thừa của cổ Thánh Hoàng sao? Lô Công Tử giải thích, ta nghe đồn sức mạnh của vị cổ Thánh Hoàng kia tương đương với Tê Thiên Cảnh sơ kỳ. Vị Lý Công Tử này có đường tương lai rộng thênh thang đấy. Bảo huynh này, chúng ta nhanh chóng về bấm báo đi. Ngô Bình quay về phủ phò mã. Vân Cơ công chúa vừa rời giường đang nhờ đám người hầu trang điểm. Nàng thấy phu quân về, đã cười nói, phu quân này, theo phong tục của nước Tống, chúng ta phải đến nội cung bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu vào hôm nay đấy. Ngô Bình gật đầu, chuyện nên làm mà. Sau đó Ngô Bình cũng được đám người hầu hạ thay một bộ đồ vải màu xanh ngọc,
đứng trưng với Triệu Vân Cơ giống như một đôi người ngọc, khiến người khác ao ước. Lúc này trong hoàng cung, Tống Đế đang gặp một vị khách quý rất long trọng. Người này chính là hoàng tử của Thần Tự Hoàng Triều, tên Thần Vân Đô. Ngô Bình nghe có người như vậy đế Tống Quốc cũng hơi bất ngờ. Ngõ Bình biết tùy tùng tên luyện tử đầu của người này, cũng biết hoàng tử Thần Vân Đồ này. Và lại anh còn nghe đồn sau khi Thần Tự Hoàng Triệu mở rộng ở thiên giới xong đã phát triển rất mạnh, có thể đánh bại được vài dị tộc lớn, thu nạp rất nhiều tu sĩ tông môn và dân chúng, diện tích với nhân số cũng tăng chóng mặt gấp mấy lần. Lúc này Thần Vân Đồ chạy đến Tống Quốc làm gì? Tống Đế đang nghị sự vợi với Thần Vân Đồ, Ngô Bình và Triệu Vân Cơ đành đứng ngoài chờ. Sau một phút đồng hồ, cuộc nói chuyện của họ vẫn chưa kết thúc nên anh có chút nôn nóng đẩy cửa vào luôn. Thần Vân Đồ là người rất đẹp trai và lịch sự, hắn ta ngồi ở vị trí chủ còn Tống Đế lại đang cười nói dưới trướng của hắn ta. Đột nhiên Ngô Bình xông vào như thế, Thần Vân Đồ nhíu mày nhưng khi thấy người vào là Ngô Bình, lập tức thể hiện biểu cảm bất ngờ. Thần Vân Đồ nhà ngươi chạy đến Tống Quốc làm cái gì? Thần Vân Đồ nhìn chăm chú vào Ngô Bình nói, các hạ là Lý Công Tử à? Ta nghe luyện tử đầu nhắc đến tiếng tăm lớn của người rồi. Ngõ Bình, người đã biết ta rõ như thế, thì ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta đi. Thần Vân Đồ nhíu mày nói, bốn hoàng tử chính là hoàng tử của Thần Tự Hoàng Triều, sao ngươi dám vô lễ với ta như thế chứ? Ngõ Bình cười khinh bi, rồi sao? Thần Tự Hoàng Triều có thể nhận được ý chỉ thiên đình à? Thần Vân Đồ kiêu ngạo nói, đương nhiên rồi thêm vào đó, hoàng đế thần tự còn được sắc phong là thiên quan tam phẩm đấy. Mới tam phẩm thôi cũng chả kêu xíu nà, anh vừa dứt lời đã lấy lệnh tướng quân nhị phẩm của mình ra. Thần Vân Đồ vừa thấy, vẻ mặt lập tức trắng bệch vội vàng đến bái kiến tướng quân. Ngô Bình, được rồi, ngươi nói cho ta biết ngươi chạy đến Tống Quốc có mục đích gì. Thần Vân Đồ không dám giấu nói, thưa tướng quân, ta phụng lệnh vào Tống Quốc đế truy nã kẻ phản tặc. Ngô Bình hỏi, phản tặc gì? Thần Vân Đồ giải thích rằng, sau khi thiên đình thành lập có một tu sĩ kinh doanh không muốn bị thiên đình quản lý nên thành lập nhóm tên nghịch thiên minh bắt đầu tổ chức chống trả quân và sự cai quản của thiên đình. Ngô Bình lại hỏi, sao phản tặc đó lại chạy đến thế tục giới? Thần Vân Đồ, thưa tướng quân, đám phản tặc kia chắc hết đường trốn nên đành trốn xuống thế tục. Tại hạ nhân lệnh chiếu thư của vua đến đây truy nã, mà do nơi này là địa bàn của Tống Quốc nên ta muốn xin Tống Đế cung cấp việc giúp đỡ. Ngô Bình lại hỏi, có bao nhiêu phản tặc vào biên giới của nước Tống? Thần Vân Đồ, khoảng chừng mười mấy người, họ tản ra giả trang thành nhiều thân phận khác nhau của dân chúng rồi ẩn nấp ở dân gian. Ngô Bình hỏi, người muốn Tống Quốc phối hợp làm gì? Thần Vân Đồ, điều tra từng nhà đến khi tìm ra phản tặc. Ngô Bình nhíu mày, ngu ngốc, Tống Quốc có hơn 10 ức dân chúng, có thể điều tra toàn nhà được sao? Đầu người chứa nước đúng không? Thần Vân Đồ bị mắng đầu uống nước cũng không dám cãi, chỉ dùng khuôn mặt tươi cười hỏi, thế ý tướng quân là gì? Chuyện của ngươi liên quan gì đến ta? Tóm lại, các ngươi không thể phá rối cuộc sống đang yên bình trong dân chúng của Tống Quốc được. Ngô Bình lạnh lùng nói. Thần Vân Đồ lập tức rơi vào thế khó xử, nếu hẳn ta không sử dụng năng lực của Tống Quốc thì rất có bắt được nghịch tặc. Nhưng nếu hắn ta làm theo ý mình, thì sẽ chọc giận Ngô Bình. Hẳn ta làm thế nào cho phải đây? Tống Đế vẫn không dám lên tiếng nãy giờ, lúc này vội vàng nói, thưa Phò Mã và Vân Đồ Điện Hạ, chẳng phải các người treo thưởng đế người dân thu thập manh mối là được rồi sao? Nhờ đó chúng ta vừa không gây phiền đến dân chúng nhiều nữa. Ngô Bình nghe đề nghị của Tống Đế lập tức gật gù nói, tất cả đều do Phụ Hoàng sắp xếp. Thần Vân Đồ biết Tống Đế có một vị Phò Mã tiếng tăm thế này, lập tức hận không may miệng mình lại mà thầm nghĩ, nếu biết từ trước mình đã cung kính với vị vua này rồi. Hắn ta vội vàng nói, Tống Đế nói rất chí lý, dùng cách này đứ. Ngô Bình nghĩ đến tình hình của Thần Tự Hoàng Triệu lại hỏi, ta nghe đòn Thần Tự Hoàng Triều đánh bại vài dị tộc, lãnh thổ quốc gia cũng đã mở rộng gấp bội rồi phải không? Thần Vân Đồ cười hơ hờ nói, thật ra tất cả cuộc chiến đó đều nhờ dùng sức lực từ bên ngoài, vì Thần Tự Hoàng Triều đã thần phục thiên đình từ lâu nên thiên đình phải cử thiên binh đến giúp đánh dị tộc với bọn ta. Nếu không với thực lực của riêng Thần Tự Hoàng Triều, thì có đấu được với chúng. Ngô Bình gật gù, anh hùng biết trọng người có năng lực, các ngươi đúng là thông minh. Sau đó, anh bảo Thần Vân Đồ kể về tình hình của Nghịch Thiên Minh. Người ta nói rằng, minh chủ của Nghịch Thiên Minh là một vị cường giả hỗn độn thập trọng, chẳng biết tại sao lại dấy lên chuyện chống lại thiên đình, bên cạnh còn có một tùy tùng có năng lực kinh doanh rất giỏi.
nhưng thực lực của thiên đình rất lớn, đương nhiên nghịch thiên minh không thể chống lại được. Vậy nên không lâu sau, các thành viên của nghịch thiên minh đều bị bắt lại và giết chết. Chỉ còn lại vị minh chủ nghịch thiên minh kia, tránh được một kiếp. Các thành viên còn lại đều tự giã ra mà chạy, thần vân đồ nhận lên để truy nã một nhóm nhỏ trong đó thôi. Ngô Bình lại hỏi, thiên đế hiện tại là ai? Thiên quyền, thiên tôn hay là Ngọc Hoàng thiên tôn? Thần vân đồ giật mình, vội vàng nói, ba ngày trước, thiên đế đã đoán Ngọc Hoàng thiên tôn vào thiên đỉnh tôn sùng là hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn, tự là diệu hữu di la chí chân Ngọc Hoàng thượng đất tên gọi tắt là Ngọc Hoàng đại đế. Ngô Bình nghe xưng hô Ngọc Hoàng đại đế lại tự nhủ chuyện này nên như thế, mình cũng biết Ngọc Hoàng đại đế ở thấp duy vũ trụ. Xem ra trong thấp duy vũ trụ không chỉ có phác họa lại từng nhân vật thời trước mà cả tương lai cũng có. Thế thì chẳng phải thiên đình có hai vị thiên đế rồi à? Ngô Bình hỏi lại. Thần Vân Đô nói, thiên quyền đế xưng là Bắc Cực Thái Hoàng đại đế, nắm giữ kinh độ và vĩ độ của đất trời, quản lý các vì sao và bốn mùa. Ngô Bình im lặng như suy nghĩ gì đó rồi nói, có nghĩa là người đang làm thiên đế là Ngọc Hoàng đại đế. Thần Vân Đô không dám nhắc đến việc này đành nói, thật ra thiên đình từng chào đón Không Thủy Thiên Tôn nhưng đã bị từ chối, nhưng Không Thủy Thiên Tôn đã công bố sẽ không đứng ngoài nhìn khi thiên đình gặp chuyện. Ngô Bình cười nói, ta nghĩ, cả ba phe đã từng thương lượng và giờ thì dùng đại cục làm trọng rồi. Thần Vân Đồ gật đầu nói, đúng thế, ta nghe nói trong dị tộc cũng có hai tên tu sĩ thăng chức lên Tê Thiên Cảnh. Ngoài ra còn có một dị tượng xuất hiện ở một vùng bị phong ấn. Ta nghe đâu bên trong có sinh linh cực kỳ mạnh mẽ đang chấn giữ mà cấp độ của nó giống như cường giả Tề Thiên Cảnh. Ngô Bình giật mình đoán vùng đất bị phong ấn kia có 80% là hoang thần đang bị Hằng Thiên Thánh Hoàng phong ấn. Anh nói, hiện tại ta thấy trong thiên giới trừ sinh linh hỗn độn thì nhân tộc chắc là mạnh nhất một vùng rồi. Thần Vân Đồ nói, vậy cũng đúng. Từ khi thiên đình thành lập đến nay, các dị tộc lớn như Ngủ Đông, ở ấn như sợ nhân tộc nhằm vả. Hai tên dị tộc đạt Tê Thiên Cảnh là giống tộc nào? Anh hỏi. Người đầu tiên là Thiên Long tộc, người thứ hai là Thiên Hổ tộc. Thần Vân Đồ lại giải thích thêm, Long tộc là một thành viên trong sinh linh hỗn độn, nhưng sau đó Long tộc với Thiên Nhân tộc cưới hỏi sinh ra đời Thiên Long tộc. Thiên Hổ tộc cũng như thế, Hổ tộc cũng là sinh linh hỗn độn sớm nhất nhưng về sau cùng cưới hỏi với Thiên Nhân tộc rồi tạo thành Thiên Hổ tộc. Thiên Nhân tộc à, hình như, ta chưa từng nghe qua. Ngô Bình hơi nghi ngờ. Thần Vân Đồ nói, thiên nhân tộc không thuộc về kỷ nguyên hiện tại, mà là huyết mạch mạnh mẽ để lại từ kỷ nguyên trước đó, sau khi họ kết hợp với Long tộc và Hồ tộc, đã tạo ra Thiên Long tộc và Thiên Hồ tộc. Ngô Bình hỏi Thần Vân Đồ vài câu, tôi bảo hắn ta lui ra. Thần Vân Đồ vừa đi, Tống Đế đã lau mồ hôi nói, nếu hôm nay không có phỏ mã, ta sợ không thể đối phó với hắn ta được. Ngõ Bình nói, từ nay về sau, Phụ Hoàng không cần khách sáo với đám người đó nữa. Không Thủy Thiên Tôn là sư tôn của con, Ngọc Hoàng Đại Đế là bạn của con. Nên dòng thiên giới, không ai dám chọc vào Tống Quốc đâu. Tống Đế cực kỳ vui mừng nói, ta quyết tâm tấn công lại Hạ ở phía Bắc, người có kế sách gì không phỏ mã. Ngô Bình, Hoàng thất của Đại Hạ cũng có chỗ chống lưng dày rộng, tuy thua ta nhưng hành động lần này không thể tránh việc dân chúng vô tội sẽ chết. Tống Đế nghe Ngô Bình nói thế, lập tức dập tắt ý định vừa nảy mầm. Thật ra nếu Ngô Bình đồng ý, thì việc thống nhất hai nước rất dễ dàng. Nhưng hành động đó vô nghĩa với anh, những dân chúng vô tội của Đại Hạ và Tống Quốc không nên phải chịu cảnh cực khổ. Nếu phía Bắc đã chiếm không được, Tống Đế lại nói, vậy ở phía Nam của Đại Thành Vương Triều đang bị tà giáo nắm giữa. Giáo chủ của tà giáo này đang kiểm soát quốc vương, gần nửa năm qua đã phái rất nhiều binh đánh vào Tống Quốc của ta. Tuy thực lực Tống Quốc ta mạnh mẽ, nhưng vẫn có số người chết rất nhiều, hiện tại đã đạt hơn 30 vạn người tồi. Thậm chí có vài thánh trấn giữ ở biên giới quan trọng, cũng bị chiến tranh làm tổn thất. Ngô Bình nhíu mày, đám man di phía Nam dám đánh vào Tổng Quốc, muốn chết tội à? Tống Đế còn bổ sung thêm, tà giáo này rất ghê gớm, chúng có thể đầu độc lòng người mà đám này rất hung dữ, không sợ chết. Vào! Trận đấu vài ngày trước, đám đó đã cử ra 30 vạn tín đồ giáo, liều chết xung phong. Tuy chiến sĩ bên ta giết được rất nhiều, nhưng cũng thấy ám ảnh. Ngô Bình suy nghĩ gì đó lại nhớ đến ba nhiệm vụ của Phật Đà giao cho lại nói, Phụ Hoàng yên tâm, ta sẽ đến xem Đại Thành Quốc ra sao, rồi giải quyết hết đám tà giáo đó luôn. Tống Đế nghe Ngô Bình hứa như thế cũng mừng rỡ, liên tục nói, vất vả cho phò mã rồi. Sau khi Ngô Bình và Triều Vân Cơ bái kiến Hoàng đế và Hoàng hậu xong,
cũng dẫn nàng vào bái kiến cha mẹ và ông bà của mình. Ngô Bình ở nhà một ngày, đã đưa Triệu Vân Cơ về cung rồi sau đó anh đến Đại Thành trước. Chuyện giải quyết tà giáo cũng giúp anh thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà Phật Đà đã giao. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 229.